Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 68. Hiện trường tất cả mọi người nín thở, sợ toàn thân run, đây chính là xã hội pháp trị, có thể như thế quang minh chánh đại sát nhân sao? Cũng may Giang Sách cũng không có thực sự ngu xuẩn đến trước mặt mọi người giết người tình trạng. Hắn một đao này, mảnh nhỏ rồi mảy may, cũng không có đem Nhạc Huân đầu cho chém xuống, chỉ là chặt đứt hắn một lọn tóc. Giang Sách đem Na một lọn tóc nắm trong tay, giơ lên giữa không trung ném đi. Tóc dương dương sái sái rơi xuống. Đầy đất. Giang Sách nói rằng, lúc này đây ta chặt đứt là đầu của ngươi phát, nếu có lần sau nữa, đao của ta sẽ không lệch, chặt đứt đúng là đầu của ngươi. Nhạc Huân đã sớm sợ đến không có người dạng, thở hồng hộc, toàn thân run. Thậm chí có chóp mũi nhân, nghe thấy được từng cổ mùi hôi thối, nhìn kỹ. Mới biết được Nhạc Huân phát niệu đều dọa cho đi ra, đem chọn cái ghế đều cho thấm ướt. Mất mặt, quá mất mặt. Giang Sách chợt một đao, đem dao gọt trái cây cho đóng vào trên bàn, sau đó xoay người rời đi. Chiến thần chi tư, không giống người thường. Lúc này đây, không còn có người dám ngăn trở Giang Sách lối đi rồi, mỗi một người đều nhường đường đến rồi một bên, thậm chí rất nhiều người cũng không dám ngẩng đầu nhìn Giang Sách, rất sợ đưa tới họa sát thân. Đinh Phong Thành nhanh lên đi theo. Hai người bọn họ lại lớn như vậy dung xếp đặt từ quần ưng liên minh phòng họp ly khai, quay lại tự do, không người có thể cản lan. Mãi cho đến Giang Sách rời đi, bên trong phòng họp nhân tài thở dài một hơi. Lúc này bọn họ đều có một cái cùng chung ý tưởng, kiên quyết sẽ không đi đụng Giang Sách cái này đinh cứng. Nói đùa, ngay cả thân hào cũng dám đánh người, chuyện gì không dám làm. Vừa mới nhiều như vậy bảo an cũng không có đem hắn ngăn cản, đủ để nhìn ra Giang Sách thực lực có bao nhiêu cường hãn, tuy là chiến thần thân phận đã không có, thế nhưng thân thủ vẫn còn có. Tuyệt đại bộ phận người là sợ chết. Bọn họ càng tình nguyện xem thân hào cùng Giang Sách lưỡng hổ đánh nhau, cũng không nguyện ý tự cầm gậy gộc đều đả hổ. Chỗ ngồi. Nhạc Huân chậm rãi ngồi thẳng người, hôm nay hắn xem như quá mất mặt. Phải biết rằng. Hắn trước đây ở liên minh là rất có quyền uy, thế nhưng ngày hôm nay, Giang Sách đem hắn mặt mò đều cho gạt tới, sợ đến phát niệu tất cả đi ra. Về sau làm sao còn thống trị đám này thủ hạ? Thù này không báo, thề không làm người. Nhạc Huân, cũng là duy nhất một cái quần ưng liên minh bên trong muốn cùng Giang Sách ăn thua đủ nhân, hắn là minh chủ, phân lượng rất nặng. Quần ưng liên minh, từ giờ trở đi liền trở thành Liễu Giang Sách một đại trợ lực. Đi. Nhạc Huân đứng dậy, ly khai phòng họp. Hắn không đi không được. Dù sao quần đều ướt, khắp phòng mùi nước tiểu khai, lại như thế ngồi xuống làm sao giống như nói. Vẫn không thể bị người cho chê cười chết. Đại lâu bên ngoài. Đinh Phong Thành ngồi trên Liễu Giang Sách xe, thở dài một hơi. Hết lạc tương đương, hết lạc tương đương, cái này khiến triệt để hết lạc tương đương. Thân hào bên kia thù còn không có tính toán rõ ràng sở, lại cùng quần ưng liên minh kết cửu hận, Giang Sách, ngươi không phải nói cũng không sằng bậy sao? Vậy mời ngươi nói cho ta biết, cái này có phải hay không sằng bậy? Giang Sách cười nhạt, nói rằng, đương nhiên không tính là sằng bậy. Đinh Phong Thành hỏi, a hát, phải, chúng ta đây tôn kính Giang Sách tiên sinh, ngươi có thể cho ta một lời giải thích, tại sao muốn cùng quần ưng liên minh gây thù hằn sao? Giang Sách trả lời vô cùng đơn giản, vì không bị khi dễ. À, Đinh Phong Thành là thật nghe không hiểu. Giang Sách giải thích, bây giờ Đinh gia là chân chánh cô độc, nếu như không giết gà cho hầu nhìn, chỉ sợ ai cũng muốn đem Đinh gia giết, đi thân hảo bên kia tranh công. Những lời này nhưng thật ra có điểm đạo lý. Vừa mới Giang Sách như vậy ngay ngắn một cái, không nói nhiều ba, có ít nhất vậy công ty triệt để bỏ đi đối với Đinh gia chủ ý. Đắc tội quần ưng liên minh, lại trấn nhiếp Liễu Giang khu Nam phân nửa trở lên công ty. Tính ra, chỉ là lúc này đây giết gà dọa khỉ, giết có điểm ngoan. Triệt để đắc tội Nhạc Huân, về sau sợ là không có quả ngon để ăn, cái này Nhạc Huân cũng có thể không phải hiền lành. Đinh Phong Thành lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bị thân hào để mắt tới, lại bị Nhạc Huân cho đá ra liên minh, Đinh gia sẽ mặc người chém giết sao? Giang Sách lắc đầu, dĩ nhiên không phải, Đinh gia cần một lần nữa tìm được một cái thực lực mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc, sau đó phủ định vẽ thượng tập đoàn thống trị.
Ninh Phong Thành nở nụ cười, Giang Nam Khu còn có thế lực như vậy sao? Có. Ai vậy? Giang Sơn Ấn. Vừa nghe đến tên này, Đinh Phong Thành sắc mặt thì trở nên, đây là một cái phi thường đặc thù tên. Giang Sơn Ấn, là kinh thành thế lực mới Giang gia tại Giang Nam Khu phân bộ. Giang gia ở kinh thành quyền thế ngập trời. Thế nhưng, có thể hay không tại Giang Nam Khu đứng vững gót chân, cái này khó mà nói. Đinh Phong Thành nói rằng, ở kinh thành, Giang gia khẳng định so với Vẽ Thượng Tập Đoàn cường, thế nhưng tại Giang Nam Khu, Giang Sơn Ấn sẽ không nhất định điệu bộ Thượng Tập Đoàn lợi hại. Giang Sách, người tuyển trạch đầu nhập vào Giang Sơn Ấn, đáng tin không? Giang Sách nở nụ cười, vậy ngươi cảm thấy còn có thể cùng Vẽ Thượng Tập Đoàn chống lại tồn tại sao? Quả thực đã không có. Thế nhưng, Ninh Phong Thành nói rằng, nhân gia Giang Sơn Ấn tại sao muốn thu lưu chúng ta? Bọn họ ăn no dỗi việc, cùng Vẽ Thượng Tập Đoàn đối kháng. Giang Sách nói rằng, một núi không thể chứa hai cọp, nếu Giang Sơn Ấn tới Liễu Giang Khu Nam, đó chính là phải làm lão đại. Thu lưu Đinh gia, chính là thu lưu Vẽ Thượng Tập Đoàn địch nhân, cũng chính là tỏ rõ lập trường, thế tất yếu cùng Vẽ Thượng Tập Đoàn đấu đến cùng. Chỉ 520, muốn Giang Sơn Ấn là một nhà có rộng lớn chí hướng tập đoàn, liền nhất định sẽ thu lưu Đinh gia. Đinh Phong Thành nhún vai, hy vọng hết thảy đều như là như ngươi nói vậy a. Kết quả là, Giang Sách sau đó liền lái xe mang theo Đinh Phong Thành đi tới Liễu Giang Sơn Ấn tại Giang Nam Khu Tổng Bộ Đại Lâu. Phía trước đài dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới công ty tổng tài của phòng làm việc. Đẩy cửa mà vào. Lúc này Giang Sơn Ấn tổng tài của, đang ngồi ở trên ghế làm việc phê chữ văn kiện, thuận tay chỉ sofa, nhị vị mời ngồi. Ninh Phong Thành chiến căng căng đi tới ngồi xuống. Hắn cẩn thận quan sát vị này tổng tài. Nhìn một chút, hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói rằng, ngươi không phải Ngâm Mộng Khoa học Kỹ thuật tổng tài, Tôn ở nói sao? Không sai, Ngâm Mộng Khoa học Kỹ thuật tổng tài Tôn ở nói. Hiện tại chính là Giang Sơn Ấn tổng tài của. Hắn mỉm cười, nói rằng, người còn không biết, Ngâm Mộng Khoa học Kỹ thuật chính là Giang Sơn Ấn một phân bộ sao? Hoặc có lẽ là, Giang Sơn Ấn nội tại khu động lực, chính là Ngâm Mộng Khoa học Kỹ thuật A. Ninh Phong Thành triệt để mộng ép. Kỳ thực, đang Vẽ Thượng Tập Đoàn tiến nhập Giang Nam Khu trước, cường đại nhất công ty chính là Ngâm Mộng Khoa học Kỹ thuật. Nhưng kỳ quái, Vẽ Thượng Tập Đoàn sau khi đi vào, đại quy mô bành trướng, tùy ý chiếm trước khối, nhưng Ngâm Mộng Khoa học Kỹ thuật chính là cái đó cũng không quản, chỉ là an tâm coi chừng nam mảnh đất nhỏ. Ai cũng cho rằng Ngâm Mộng Khoa học Kỹ thuật không để ý tới muốn, quay vòng mà tự phong. Ai có thể nghĩ đến, Ngâm Mộng Khoa học Kỹ thuật dã tâm tuyệt không tiểu, lại là Giang Sơn Ấn nội bộ khu động lực. Cái này, có trò hay để nhìn. Ninh Phong Thành nuốt nước miếng một cái, nói rằng cái kia. Ta hôm nay tới, là muốn. Không đợi hắn nói xong, Tôn ở nói ngay lập tức sẽ nói rằng, ta đồng ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đồng ý. Đồng ý cái gì? Ninh Phong Thành vẻ mặt mộng bức, chính mình còn cái gì cũng không có nói, làm sao đối phương liền mạc danh kỳ diệu đồng ý. Chỉ nghe Tôn Tại Ngôn nói rằng, các người Đinh gia bây giờ bị Vẽ Thượng Tập Đoàn theo dõi, bọn họ càng là bắn tiếng. Muốn đem Đinh gia cho triệt để tiêu diệt. Đinh gia không chỗ có thể, hiện tại xin vào dựa vào Giang Sơn Ấn, không phải là chút chuyện này sao? Ninh Phong Thành giơ ngón tay cái lên, không hổ là tổng tài, liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua vấn đề. Hỏi hắn, vậy ngài làm sao lại đáp ứng dễ dàng như vậy rồi? Bởi vì ta cần. Cần. Không sai, không nói gạt ngươi, Giang Sơn Ấn muốn cùng Vẽ Thượng Tập Đoàn toàn diện khai chiến. Chính là cần một cái ngòi nổ. Ninh gia, không phải là có sẵn ngòi nổ sao? Ninh Phong Thành sợ hãi trong lòng, những đại công ty này nghĩ thật đúng là nhiều a. Ninh gia trở thành cây ngòi nổ, na vô cùng có khả năng về sau sẽ trở thành pháo hôi, như vậy thật sự rất tốt sao? Tôn Tại Ngôn cũng đoán được ý nghĩ của hắn, nói rằng, yên tâm, ta sẽ không để cho Ninh gia trở thành con chốt thí. Ninh gia, sẽ là Giang Sơn Ấn một thanh kiếm sắc. Ninh Phong Thành lau mồ hôi lạnh, trong lòng mình lời nói, đối phương đều đón được. Không khỏi cũng quá lợi hại điểm. Vậy thì cảm ơn Tôn Tổng rồi. Không cần khách khí, Tôn Tại Ngôn nói rằng,
ta còn có một số việc muốn cùng Giang tiên sinh đàm luận, Đinh gia chủ, mời tránh trước một cái. À, Đinh Phong Thành có chút mộng, thế nào, có chuyện gì là chỉ có thể cùng Giang Sách nói, không thể cùng tự. Nếu nhân gia đều như thế yêu cầu, hắn cũng không tiện phản đối, chỉ phải theo bí thư tạm thời ly khai phòng làm việc. Chờ hắn vừa ly khai, môn liền đóng cửa. Thú vị một màn phát sinh. Giang Sách trực tiếp đi tới ghế làm việc bên cạnh ngồi xuống, Tôn Tại Ngôn lại trở thành Giang Sách thuộc hạ, đứng cho hắn hội báo tin tức. Hắn đem cái này 10 tháng tới nay vẽ thượng tập đoàn các loại hành vi đều xiển thuật một lần. Tổng kết lại hai chữ, thô bạo. Vẽ thượng tập đoàn chính là dựa vào tiền tài, tay chân cái này hai chiêu, các loại mở rộng bản đồ, đem chọn cái Giang Nam khu cho quậy đến long trời lở đất. Tôn Tại Ngôn nói rằng, đang vẽ thượng tập đoàn vừa tới Giang Nam khu thời điểm, ta chỉ muốn trước tiên phải giải quyết nó. Nhưng lúng túng là, tranh này thượng tập đoàn thực lực vượt xa dự liệu của ta, giống như là có máy in giống nhau, tài chính quá mạnh mẽ, căn bản đánh không chết. Lại theo nó đấu nữa, chỉ sợ ngâm mộng khoa học kỹ thuật đều sẽ bị phản nuốt trọn. Cho nên cái này 10 tháng, ta một mực giấu tài, án binh bất động, đang không có làm rõ ràng vẽ thượng tập đoàn đích thực thật diện mục trước, không dám đơn giản động thủ. Ở phía ngoài xem ra, ngâm mộng khoa học kỹ thuật là túng, sợ, quay vòng mà tự phong. Giang Sách nói rằng, ngươi làm đúng, có ở đây không lý giải địch nhân của ngươi trước, tùy tiện xuất thủ, chỉ là muốn chết. Làm cho ngoại giới cho rằng ngâm mộng khoa học kỹ thuật túng cũng tốt, kiều binh thất bại, chúng ta hoặc là bất động, khẽ động sẽ làm ra công trạng tới. Tôn Tại Ngôn nói rằng, cũng may vẽ thượng tập đoàn cũng có tự mình, biết khó có thể nuốt vào ngâm mộng khoa học kỹ thuật, cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn ở ngầm chiếm những công ty khác, đối với ngâm mộng khoa học kỹ thuật chẳng quan tâm. Nhưng cục diện như vậy duy trì liên tục không được bao lâu, gần nhất vẽ thượng tập đoàn vẫn dục dịch, đối với ngâm mộng khoa học kỹ thuật dục vọng càng lúc càng lớn, ta lo lắng bọn họ muốn động thủ. May ở nơi này thời điểm Giang Đồng ngươi đã trở về, còn mang đến Giang Sơn Ấn. Có ngươi tỏa chấn, ta cảm giác ổn rất nhiều. Giang Sách cười cười, hỏi, vậy ngươi trong khoảng thời gian này điều tra rõ vẽ thượng tập đoàn tiền đều là từ nơi này lấy được sao? Bọn họ sau lưng diện mục chân thật, rốt cuộc bộ dáng gì? Tôn Tại Ngôn thở dài, nói ra thật xấu hổ, vẽ thượng tập đoàn ẩn núp quá sâu. Trước mặt ta chỉ là tra được một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, nhưng khoảng cách chân tướng, còn kém xa lắm. Giang Sách gật đầu, vẽ thượng tập đoàn ẩn núp sâu như vậy, sau lưng nhất định có không thể cho người biết bí mật. Bất kể là vì tự bảo vệ mình, vẫn là vì trừng trị tội ác. Chúng ta đều có cần phải đưa cái này bí mật cho đào. Chi kỷ chi bỉ, mới có thể bách chiến bách thắng. Nhất định phải tìm ra vẽ thượng tập đoàn bí mật, nếu không, Giang Sơn Ấn cũng rất khó thắng xuống tới. Bọn họ tiếp tục đàm luận một hồi. Đột nhiên, Tôn Tại Ngôn đề nghị, nếu không Giang Đồng, từ ngươi tới tự mình tỏa chấn được rồi, ngược lại ngài hiện tại cũng khôi phục chiến thần thân phận, tỏa chấn Giang Sơn Ấn, phối hợp Đinh gia, ngâm mộng khoa học kỹ thuật. Ước mạch vui chơi giải trí, còn chưa phải là dư giả. Giang Sách khoát tay áo, nói rằng, không phải, cũng là ngươi tới tọa trấn được rồi. Ta bây giờ đối với bên ngoài thân phận, là đã từ chức chiến thần, cứ như vậy có thể thuận tiện ta làm rất nhiều chuyện, thả lỏng địch nhân cảnh giới. Ngươi ở đây chỗ sáng, ta từ một nơi bí mật gần đó, như vậy mới có thể tốt hơn phối hợp. Tôn Tại Ngôn nở nụ cười, nhưng ngài cái thân phận này, giấu không được bao lâu. Ta biết, có thể giấu giếm một ngày là một ngày, thẳng đến giải quyết triệt để vẽ thượng tập đoàn. Sau khi thông báo xong, Giang Sách ly khai phòng làm việc. Đinh Phong Thành ngay lập tức sẽ xông tới, hỏi tới, Tôn Tổng đều theo như ngươi nói chút gì sao? Giang Sách tùy tiện viện cái lời nói dối, Tôn Tổng thân thể hắn khó chịu, biết ta hiểu một ít y thuật, cho nên liền hỏi một ít phương diện y học sự tình. Bởi vì tương đối tư mật. Cho nên không có phương tiện ngươi ở tại chỗ nghe. Đinh Phong Thành gật đầu, đúng à, ta vừa mới xem Tôn Tổng cũng phát hiện, cái kia sắc mặt siêu cấp kém, tuổi quá trẻ liền cái dáng vẻ kia, nhất định là có bệnh. Bọn họ cũng không có trực tiếp ly khai Giang Sơn Ấn, mà là ngồi ở lầu một trong đại sảnh cùng đợi. Các loại một cái thông chi, Đinh gia gia nhập vào Giang Sơn Ấn thông chi. Ở sau nửa giờ, tất cả thủ tục đều xong xuôi. Đinh gia chính thức gia nhập vào Giang Sơn Ấn,
sau đó Giang Sơn Ấn đưa cái này tin tức đi qua các đại con đường cho tung ra đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Giang Nam Khu, lại một lần nữa rung động. Đầu tiên nhận được tin là đàn ưng liên minh, bọn họ vẫn mật thiết chú ý Đinh Gia hướng đi. Khi biết Đinh Phong Thành đi Giang Sơn Ấn sau đó, bọn họ liền đại thể đoán được Đinh Phong Thành ý tưởng, một mực chờ đợi đợi kết quả, tin tức đi ra trước tiên, bọn họ liền tất cả nhân viên đã biết. Ta tích cái ngoan ngoãn, thảo nào Giang Sách dám theo chúng ta là địch, nguyên lai là sớm có chuẩn bị ở sau. Giang Sơn Ấn, kinh thành mới đầu sỏ Giang gia thế lực phân bố, thực lực kinh khủng không cần phải nói, không điệu bộ thượng tập đoàn yếu bao nhiêu a. Bọn họ nhận Đinh gia, chính là chính diện cùng Giang Sơn Ấn tuyên chiến. Lợi hại! Giang Nam Khu trận này trò hay, càng thêm náo nhiệt lạc tương đương. Mọi người như là người ngoài cuộc giống nhau bàn luận, quả thực, bọn họ cũng không muốn tham dự đến trong đó. Bất kể là Giang Sơn Ấn vẫn là vẽ thượng tập đoàn, đều xa xa không phải bọn họ có thể chọc nổi quái vật lớn. Nho nhỏ đàn ưng liên minh, chỉ cần bảo vệ tốt mình mảnh đất nhỏ nhi liền cũng đủ. Nhưng mà, làm minh chủ Nhạc Huân cũng không nghĩ như vậy. Hắn ý bảo mọi người an tĩnh, sau đó dùng tục tằng thanh âm nói rằng, Đinh gia nếu gia nhập Giang Sơn Ấn, chúng ta đây thì càng không thể bó buộc mà đợi ngã xuống, ta quyết định, lập tức gia nhập đến vẽ thượng tập đoàn. Thân hào hô lớn, ngươi chính là Giang Sơn Ấn tổng tài của Tôn ở nói a. Làm sao, biết Đinh gia là chúng ta vẽ thượng tập đoàn sổ đen lên công ty, ngươi còn dám thu lưu. Ha ha, đây chính là không để cho chúng ta vẽ thượng tập đoàn mặt mũi a. Ta cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn tuyển trạch cùng Đinh gia giải trừ quan hệ, nếu không, ta ngay cả các ngươi Giang Sơn Ấn cùng nhau giải quyết rơi. Đối mặt như vậy đe dọa, vậy công ty thật vẫn nhìn không được. Nhưng Tôn ở nói lại mặt không đổi sắc nói rằng, đang cùng Đinh gia đạt thành hợp tác một khắc kia, chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cộng đồng tiến thối. Thân hào, các ngươi vẽ thượng tập đoàn không phải vô địch, ta sẽ tìm được giải quyết biện pháp của các ngươi. Đây chính là chính diện khai chiến. Thân hào vỗ vỗ cân nhắc, có thể, rất tuyệt, toàn bộ Giang Nam Khu, cũng chỉ có ngươi dám nói như vậy, nếu như vậy, vậy cũng trách ta thủ đoạn độc ác. Đang ở hắn chuẩn bị một chút lệnh thả pháo hoa thời điểm, nào ngờ, Giang Sơn Ấn bên này động tác nhanh hơn. Mười mấy bảo an vọt ra, mỗi người trong tay đều cầm một cái ống nước. Mở đinh ốc rồi, hướng về phía bọn họ liền mở phun. Thân hào bọn họ hỏa còn không có châm lửa, na từng cây một ống nước liền điên cuồng mở phun, to lớn cột nước bắn bọn họ đứng cũng đứng không được, từng cái ngồi sập xuống đất té, vô cùng chật vật. Tràng diện thật là náo nhiệt. Giang Sách đi ra, tự mình tiếp nhận một cây ống nước. Hướng về phía bọn họ chính là một trận cuồng phún, hơn nữa liền dựa theo thân hào phun. Đường đường vẽ thượng tập đoàn thiếu công tử, khi nào bị qua bực này khuất nhục. Thân hào vừa dùng tay chống đỡ khuôn mặt, một bên hét lớn, Giang Sách ngươi một cái quy tôn nhi, cho lão tử dừng tay a. Mắng càng lợi hại, phun lại càng hung. Nước kia trụ liền dựa theo thân hào trên mặt của phun, phun hắn hầu như đều mở không nổi miệng, hòa thoát thoát một con ướt sũng. Không có cách nào, thân hào chỉ phải xoay người, té từ hiện trường ly khai. Ngồi trên xe, lái xe, lái xe. Tài xế đạp cần ga một cái, thân hào mang người hôi lưu lưu chạy. Hắn lúc đầu hưng sư động chúng, là chuẩn bị qua đây hảo hảo tính sổ, kết quả lại la ó, bị người ta hung hãn làm nhục một trận, nhân ra Giang Sơn Ấn nhân, căn bản cũng không sợ hắn vẽ thượng tập đoàn. Cho nên nói, đối nhân xử thế được thức thời. Như loại này tự cho là đúng nhân, sớm muộn là phải chịu khổ. Đem người đều cho đánh đuổi sau đó. Các nhân viên an ninh liền đóng cửa ống nước. Tôn ở nói đi tới Giang Sách bên người, nói rằng, cừu hận càng kết càng sâu, không có hiểu. Giang Đồng, chuẩn bị tâm lý kỹ càng, đối phương nhất định sẽ phát động mãnh công. Giang Sách cười lạnh nói, ta còn sợ hắn không đến. Bên kia, thân hào sau khi về đến nhà, ngay lập tức sẽ đem trên người quần áo ướt sũng đổi rồi, sau đó vọt vào tắm, đổi lại một thân sạch sẽ chỉnh tề y phục. Hắn ngồi xuống trên ghế salon, càng muốn sự tình hôm nay lại càng cảm thấy sức sống. Cái chén đều đập vỡ 7-8 cái. Tức giận đến không được. Còn bà nó,
Giang Sách tên khốn kiếp kia, đánh hai ta trở về. Bút chướng này không phải với hắn tính toán rõ ràng sở, ta sẽ không họ thân. Nói là nói như vậy, nhưng muốn thực sự đối phó Giang Sách, cũng không phải dễ dàng như vậy một việc, chỉ ít Giang Sách rất có thể đánh, phái người tới đánh lộn phải không đáng tin. Vậy còn có thể như thế nào? Lúc này, quản gia Lưu Thông đã đi tới, cười ha hả nói, cậu ấm, cái này phải đối phó một người còn không phải rất dễ dàng sự tình. Chúng ta vẽ thượng tập đoàn ra đại nghiệp đại, nghĩ thế nào tới làm sao tới. Giang Sách hắn đều đã không phải là chiến thần, ta còn có cái gì có thể sợ rồi. Thân Hào không vui, nói rằng, người nói nhưng thật ra nhẹ, chính mình đi nhìn thử một chút ha. Na Giang Sách cùng ba đầu sáu tay Na Cha giống nhau, mạnh không phải người. Lưu Thông nói rằng, có thể đánh nhiều người rồi đi, ta nếu không thể cứng lại, sao không dùng kế thủ thắng. Tính toán, cái gì tính toán? Thân Hào đầu óc cũng không tốt sử dụng, từ trước đến nay đều là trực lai trực khứ, lại khó chịu, cũng là tìm người đi đánh nhau, hiện tại đánh nhau một chiêu này không dễ xài rồi, hắn liền triệt để không có chủ ý. Cũng may, quản gia của hắn vẫn là rất gian trá, bình thường Thân Hào không giải quyết được là, người quản gia này đều sẽ phục vụ quân sư của hắn, bày mưu tính kế. Đây cũng là vì sao Lưu Thông có thể cho Thân Hào làm quản gia nguyên nhân. Những người khác, cũng không có Lưu Thông như thế đầu linh quang. Chỉ thấy Lưu Thông chậm rãi đi tới Thân Hào bên người, tiến đến trước mặt nhỏ giọng nói rằng, chúng ta ở đâu? Có thể tới một cái mượn đao giết người. Có ý tứ. Cậu ấm, người biết Thành Nam Nguyễn khu trường nhiễm bệnh chuyện. Thân Hào gật đầu, người nói là Nguyễn Bình Sương A. Nghe nói hắn mắc phải quái bệnh, không có ai chữa thật tốt, nhìn mười mấy đại phu. Đi qua không biết bao nhiêu gia y viện, chính là chị không hết. Cha còn để cho ta mang lễ vật đi thăm một cái, ta sợ bị truyền nhiễm, không có đi. Làm sao, người muốn cho Giang Sách bị Nguyễn Bình Sương truyền nhiễm? Sau đó dùng bệnh tới hại chết Giang Sách A. Lưu Thông tương đương không nói. Cái này Thân Hào trong đầu của thực sự là, bên trái thủy, bên phải bột mì, nhoáng lên đãng, liền thành tương hồ rồi. Như thế ngu xuẩn cậu ấm thật đúng là hiếm thấy. Lưu Thông chịu đựng tính nhẫn nại nói rằng, là muốn dùng bệnh, nhưng không phải dùng để truyền nhiễm. Vậy làm sao dùng? Cậu ấm, ngươi chẳng lẽ không biết Giang Sách biết y thuật chuyện này sao? Phải, chưa nghe nói qua. Lưu Thông nở nụ cười. Cái này Giang Sách thật không đơn giản, hắn đã từng vẫn là chiến thần thời điểm, đã lại nhân chỉ hiệu thuốc tân con dân tân lão gia tử vi sư, học tập tân gia y thuật, rất là rất cao. Chúng ta phải đi cho Nguyễn khu trường kiến nghị, làm cho Giang Sách đi cho Nguyễn khu trường xem bệnh. Thân Hào nhất thời mất hứng, nói rằng cái này chủ ý xấu gì. Giang Sách nếu là cho Nguyễn khu trường cho nhìn kỹ, vậy không liền sâu hơn quan hệ. Đối với chúng ta càng thêm bất lợi sao. Lưu Thông nở nụ cười, ta nếu dám để cho Giang Sách đi, liền nhất định dám cam đoan Giang Sách chỉ không hết. Làm sao cam đoan? Cậu ấm ngươi không biết, Na Nguyễn khu trường sinh bệnh sau đó, đã từng đi tìm tân con dân. Kết quả chính là xem không tốt. Ngươi nói, ngay cả Giang Sách sư phụ phụ đều xem không tốt, hắn cái này làm đồ đệ, còn có thể so với sư phụ lợi hại hơn. Dừng một chút, hắn nói tiếp ta biết. Nguyễn Bình Sương bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Chỉ cần Giang Sách trị không hết, Nguyễn khu trường lại rất sắp chết, chúng ta liền vận dụng tất cả truyền thông tới tiến hành nhuộm đẫm, nói là Giang Sách lang băm hại nhân. Như vậy, dân gian sẽ tiếng oán than dậy đất, đối với Giang Sách tiến hành thảo phạt, phía chính phủ cũng sẽ không theo đuổi một cái chữa chết khu trường hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đến lúc đó còn sợ Giang Sách bất tử sao? Đây chính là mượn đao giết người, mượn Nguyễn Bình Sương bệnh cùng với mạng của hắn, tới giết Giang Sách mệnh. Một chiêu này, không thể bảo là không phải độc. Người bình thường căn bản là gánh không được, coi như là Giang Sách, cũng rất khó chạy trốn, bị mưu hại gắt gao. Thân Hào cảm thấy rất có đạo lý, ân, không sai, cái chủ ý này tốt vô cùng. Vì vậy hắn vỗ vỗ Lưu Thông bả vai, nói rằng, vừa vặn cha ta để cho ta mang một ít lễ vật đi xem Nguyễn khu trường, như vậy, liền từ ngươi mang một ít lễ vật đi thăm Nguyễn khu trường, thay ta biểu đạt một cái tâm ý. Đồng thời tiến cử lên Giang Sách. Lưu Thông vẻ mặt mộng bức, việc này ta đi không thích hợp a,
được cậu ấm ngươi tự mình đi chỉ có thích hợp. Thân Hào khoát tay áo, ta chỉ có không đi, bệnh của hắn nghiêm trọng như vậy. Lập tức đều phải chết, ai biết có thể hay không truyền nhiễm. Sơ sót một cái lây cho rồi ta, đem ta hại chết làm sao bây giờ. Người đi, cứ quyết định như vậy. Lưu Thông tương đương không nói. Như thế sợ chết cậu ấm, thực sự là không có thuốc nào cứu được. Nói thật, nếu như Thân Hào không phải sanh ra ở vẽ thượng tập đoàn, khả năng đã sớm chết đói. Bất đắc dĩ. Lưu Thông chỉ phải chính mình chọn lựa một ít lễ vật, sau đó làm cho tài xế lái xe tiến đến Nguyễn Bình Xương ra, đưa lên ân cần thăm hỏi. Đến rồi Nguyễn Bình Xương trong nhà. Lưu Thông đem lễ vật để xuống, sau đó đi thăm Nguyễn Bình Xương. Hắn không có tới gần, chỉ là đứng ở ba thước có hơn nhìn, hắn đang bị Thân Hào hù dọa, hơi dừng sau, kỳ thực cũng là cố gắng sợ. Cái này mười mấy cái bác sĩ đều xem không tốt bệnh, có thể ngàn vạn lần chớ cảm hóa trên. Nguyễn Bình Xương đã tội liên đới lên khí lực cũng không có, nằm ở trên giường, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nhìn dáng vẻ, cũng không biết có thể hay không sống quá ba ngày. Chết, là nhất định phải chết. Vấn đề chính là từ lúc nào chết, có thể muôn ngàn lần không thể ở Giang Sách trước khi tới chết. Lưu Thông nói rằng, Nguyễn Khu Trường, ta đại biểu Thân Hào cậu ấm đến thăm ngài. Cậu ấm hắn bận rộn công việc, tạm thời không thể phân thân, cũng xin ngài bỏ qua cho. Ta cho ngài mang đến trăm năm nhân sâm, hy vọng ngài ăn sau đó có thể khôi phục. Lời nói này nói thật dễ nghe, nhưng chẳng có tác dụng gì có. Bên cạnh Nguyễn Bình Xương lão bà Tiết Mẫn một bên rơi nước mắt vừa nói ai. Lưu quản gia, cảm tạ ngươi một mảnh hảo tâm. Càng cảm tạ thân thiếu gia tốt tâm, nhưng chúng ta gia lão đầu lĩnh là không có phúc hưởng thụ. Hắn bây giờ căn bản nuốt không trôi đồ đạc, nhân sâm cũng không tế với sự tình. Ta xem, ngươi chính là lấy về a? Lưu Thông cố ý hỏi, nghiêm trọng như vậy sao? Na, nhanh lên tìm thầy thuốc giỏi nhất xem a. Tiết Mẫn khóc nói rằng, có thể không tìm thầy thuốc sao? Giang Nam khu thầy thuốc giỏi nhất tất cả đều tìm, ngay cả tân con dân lão gia tử đều mời ra được. Vô dụng, chỉ không hết. Nước ngoài cũng có rất nhiều dương bác sĩ tới thăm, giống nhau là hết đường xoay sở. Như vậy à, Lưu Thông tròng mắt quay tròn chuyển, chú ý xấu đi ra, hắn cố ý nói rằng, kỳ thực những thứ này đều không phải là thầy thuốc giỏi nhất, Giang Nam khu thầy thuốc giỏi nhất do người khác. À, ai vậy? Giang Sách. Giang Sách, không sai biệt lắm 10 tháng trước mặt mọi người về hưu cái kia chiến thần. Chính là hắn. Tiết Mẫn sửng sốt một chút, y thuật của hắn thật sự rất tốt sao? Đó là đương nhiên, nhân gia ở trên chiến trường không biết bị qua bao nhiêu lần trọng thương, nhưng xưa nay không chết, vì sao? Chính là biết y thuật, chính mình cho mình trị, như xoa không phải. Đây thật là thổi phồng. Tiết Mẫn tin là thật, loại thời điểm này, thà tin rằng là có còn hơn là không. Nàng hỏi, ta muốn làm sao tìm được Giang Sách a? Cái này đơn giản, Lưu Thông đem Giang Sách địa chỉ cho Tiết Mẫn, nói rằng, khu trưởng phu nhân, ngài chỉ cần phái quan phương người đi mời, nhất định có thể mời tới. Tốt, ta toàn bộ nghe lời ngươi. Kết quả là, Tiết Mẫn để quan phương người mang theo một ít lễ vật, tiền xem bệnh, đi vào Đinh gia biệt thự mời Giang Sách. Lưu Thông âm thầm cười trộm, trong lòng nói rằng, Giang Sách, ta đây một cây đao, nhìn ngươi muốn thế nào đỡ được. Ha 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 ha. Thời khắc này Giang Sách đã về đến nhà, cùng lão bà cho nữ nhi đổi phát niệu không phải ẩm ướt, đối với có người tính toán chuyện của hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng rất nhanh, là hắn biết rồi. Bởi vì tại hắn vừa mới đem phát niệu không phải ẩm ướt cho đổi cho tới khi nào xong thôi, thì có quan phương người mang theo lễ vật cùng tiền xem bệnh đi tới Đinh gia. Giang Sách người một nhà bắt đầu là mộng bức. Đang nghe quan phương người ta nói rõ ràng ý đồ đến sau đó. Mọi người liền đều biết. Tại chỗ không có một là người ngu. Rõ ràng như vậy mượn đao giết người, ai nấy đều thấy được. Thế nhưng, có thể cự tuyệt sao? Hiển nhiên là không được. Quan phương người có thành ý như vậy tới, mặc kệ người có phải hay không thật tâm thật ý muốn đi cứu Nguyễn Bình Xương khu trưởng, đều không thể không đi chuyến này. Đi, là nhất định phải đi. Đinh Mộng Nghiên cầm Giang Sách tay, rất là luyến tiếc. Nàng biết. Trượng phu như thế vừa đi, khả năng sẽ gặp phải họa sát thân.
nếu có thể đem khu trưởng bệnh chữa lành, cái gì đó đều dễ nói, chỉ khi nào chị không hết, thậm chí na khu trưởng vì vậy mà chết nói, Giang Sách đại phiền toái đã tới rồi. Cái bệnh này, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể nhìn. Giang Sách cũng minh bạch đạo lý này. Hắn cũng biết là ai yếu hại hắn. Tựa như ly khai Giang Sơn Ấn thời điểm, Tôn ở nói như vậy, địch nhân phản kích rất nhanh thì tới. Giang Sách tin tưởng, Nguyễn khu trưởng là chắc chắn sẽ không cố ý hại mình, ai sẽ ngu đến mức dùng mạng của mình đi hại một người khác mệnh. Tin tưởng không có người như thế. Có thể làm như thế, khẳng định chỉ có Thân Hào. Thế nhưng lấy Thân Hào đầu óc, không có khả năng nghĩ ra được tinh diệu như vậy điểm quan trọng, giọt nhất định có cao nhân chỉ điểm. Nếu như có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, Giang Sách nhất định phải đưa cái này cao nhân cho bắt tới, nếu không, người như thế không biết muốn cho Giang Sách mang đến bao nhiêu phiền phức. Thu thập đồ đạc xong sau đó, Giang Sách liền cùng hai cái quan phương nhân viên cùng nhau đón xe ly khai. Đinh Mộng Nghiên nhìn trượng phu bóng lưng rời đi, cảm giác sâu sắc bất an. Đinh Phong Thành an ủi, muội tử ngươi yên tâm đi, Giang Sách y thuật ngươi còn không biết sao. Hắn chính là tân con dân lão gia tử đồ đệ, không có hết ý. Bọn họ cũng không biết, kỳ thực tân con dân đều xem không tốt Nguyễn Bình Xương bệnh. Bệnh này, giới bên ngoài xem ra là căn bản không phải trị. Giang Sách, treo. Rất nhanh, Giang Sách liền đi tới Nguyễn Bình Xương trong nhà, lúc này Lưu Thông cũng sớm đã ly khai. Phải ly khai. Nếu như bị Giang Sách đụng thấy nói, ước đoán tại chỗ tự muốn đem Lưu Thông xé. Lúc này, Tiết Mẫn khóc đi tới nói rằng, Giang thầy thuốc ngài có thể tính tới, ta lão nhân hắn cũng nhanh nếu không được rồi. Hai ngày trước hắn còn có thể ăn, hiện tại ngay cả cơm đều ăn không nổi nữa, người nhanh nghĩ một chút biện pháp, làm cho hắn sống lại a. Giang Sách hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, khá lắm, cái này Nguyễn khu trưởng đều đã bốc mùi. Không chết, cũng cùng chưa chết bao nhiêu khác biệt. Bệnh như vậy người, còn có thể cứu được sống. Giang Sách cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ tuyệt vọng, mà là mỉm cười nói, tất cả giao cho ta là được rồi. Yên tâm. Vì vậy, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Giang Sách đi tới buồng trong. Ngồi ở mép giường ghế trên, tự tay vén chăn lên, một chút xíu kiểm tra Nguyễn Bình Xương tình trạng cơ thể. Tựa như trong dự đoán như vậy. Nguyễn Bình Xương tình trạng vô cùng tệ hại. Bệnh khuẩn đã cảm hóa toàn thân. Lúc này Nguyễn Bình Xương từ đầu đến chân, toàn bộ đều là từng cái mụn nhỏ, lại xấu vừa thối, bể còn có nước đặc chảy ra, thật là ác tâm, người bình thường nhìn đều phải thổ. Liên loại tình huống này, đừng nói khám bệnh, có thể bảo đảm không nói đi ra coi như là thật tốt. Giang Sách cũng không có bị trạng huống trước mắt bị dọa cho phát sợ. Làm một danh thầy thuốc ưu tú. Lại ác tâm, tàn khốc nữa chàng diện. Cũng nhất định phải giữ được tính táo, sẽ không bởi vì phân thần mà đưa tới sai lầm. Mài đao không lầm đốn củi công phu. Giang Sách cũng không có sốt ruột động thủ, trước đó. Hắn nhận chân chân, tỉ mỉ đem Nguyễn Bình Xương toàn thân đều kiểm tra rồi một lần, xác định vấn đề chỗ ở. Hắn phát hiện, ở Nguyễn Bình Xương trong cơ thể có một khí. Này cổ khí ở Nguyễn Bình Xương toàn thân cao thấp tán loạn, đưa tới kỳ kinh bát mạch cơ bản đều nằm ở tê liệt trạng thái. Toàn thân cao thấp huyết dịch cũng đều bế tắc ở. Trái tim suy kiệt, nhìn qua chính là muốn chết dáng vẻ, rất khó trị liệu. Khó a. Nghe xong lời này, Tiết Mẫn khóc càng thương tâm rồi, hỏi, Giang tiên sinh, xin ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Có thể sống một ngày là một ngày, lão đầu tử nhà chúng ta thiện lương như vậy. Ta không muốn hắn chết thê thảm như thế. Giang Sách chỉ trả lời bốn chữ, tẫn ta có khả năng. Hắn dùng trước biển thước thần châm đâm vào Nguyễn Bình Xương trong cơ thể, sau đó dùng mình khí đi đem đối phương khí cho dẫn vào đến một cái trong gân mạch, lại dùng ngân châm đem gân mạch trước sau cho phong kín, ngăn cản này cổ khí tán loạn. Bất quá đây chỉ là tạm thời, không thể vẫn phong bế. Vẻ này khí vẫn bị phong lấy, càng ngày sẽ càng sao động. Cuối cùng phá tan huyết quản. Tình huống biết càng thêm trong mắt. Cho nên, Giang Sách được dịp vẻ này khí đem huyết quản cho phá tan trước, giải quyết vấn đề. Ở tạm thời tính phong bế vẻ này khí sau đó, Giang Sách bắt đầu cho Nguyễn Bình Xương chữa trị kỳ kinh bát mạch, đem tất cả, đường, đều cho khôi phục lại bình thường vị trí.
Chỉ là cái này một thao tác, liền rằng co sấp xỉ 2 giờ. Trong lúc, Nguyễn Bình xương bắp đùi không ngừng gồ lên tới, nhìn qua giống như là tràn đầy tức giận khí cầu, tùy thời có thể nổ tung cảm giác. Giang Sách biết, đó là phong bế tức giận gân mạch sắp không chịu nổi. Càng là loại thời điểm này, càng là phải giữ vững chuyên chú độ. Tại khôi phục gân mạch sau đó, bước tiếp theo, chính là đem bế tắc huyết dịch cho khơi thông. Giang Sách lợi dụng ngân châm tiến hành dẫn dắt, đem này huyết dịch cho một điểm điểm phân tán ra, khôi phục đường thẳng đường. Bảo đảm toàn thân cao thấp đều cung huyết bình thường. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Giang Sách lập tức nhổ xong Nguyễn Bình xương trên đùi ngân châm, na trong gân mạch khí lập tức liền phân tán bốn phía, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là. Tán loạn lấy. Đưa tới một hồi đầu gồ lên tới, một hồi cái bụng gồ lên tới, một hồi chân nhỏ gồ lên tới, một hồi bàn chân lại gồ lên tới. Nhìn qua giống như là một người giả giống nhau. Tiết Mẫn sốt ruột hỏi, đây là chuyện gì xảy ra nha? Ngươi đến cùng có thể hay không trị liệu, ngươi cái này lang băm. Ta cho ngươi biết, nếu như nhà chúng ta lão nhân bị ngươi cho chữa chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ nhường ngươi đi ngồi tù. Điển hình lấy oán trả ơn. Giang Sách đều như thế trợ giúp nàng, nàng còn ở bên cạnh nói loại này qua sông đoạn cầu, ân đền oán trả nói. Chỉ có thể nói, tóc dài kiến thức ngắn, bất đắc dĩ a. Giang Sách cũng không cùng với nàng tính toán, cục diện như vậy chính là địch nhân muốn thấy được, hắn phải làm, chính là đánh vỡ cục diện này. Bây giờ Nguyễn Bình xương gân mạch, huyết dịch đều khôi phục. Nhưng chỉ là tạm thời. Vẻ này khí chưa trừ đi, Nguyễn Bình xương tựu không khả năng khôi phục. Hơn nữa bây giờ Nguyễn Bình xương chỉ có hít vào mà không thở ra, thật giống như một cái khí cầu đang không ngừng đi vào trong đầu cổ động, nhưng vẫn không thả khí, vậy thì như thế nào? Kết quả chỉ có một, biết bạo tạc. Dựa theo Giang Sách suy tính, ở nơi này dạng, vào khí, không ra nửa giờ, Nguyễn Bình xương nhất định sẽ nổ. Phải nắm chặt. Càng là thời gian cấp bách. Càng là phải cẩn thận tiến hành xử lý, cắt không thể bởi vì thời gian eo hẹp trương liền qua quyết thao tác, như vậy chỉ biết đưa tới luống cuống tay chân, lầm đại sự. Nhưng loại sự tình này không phải nói là có thể làm được. Vì sao nhiều người như vậy biết khẩn trương, sẽ ở khẩn yếu quan đầu như xe bị tuột xích, chính là tâm lý tố chất kém, không chịu nổi áp lực cực lớn. Cũng may, Giang Sách trong lòng tố chất rất mạnh. Đây là một cái ở trên chiến trường chém giết qua chiến sĩ, là đã biết cảnh tượng hoành tráng. Thấy qua tử vong nam nhân. Bây giờ chàng diện, còn chưa đủ để lấy làm cho hắn bối rối. Giang Sách hít thở sâu một hơi, giống như bình thường xử lý giống nhau Nguyễn Bình xương trong cơ thể vẻ này khí. Căn cứ hắn ngay từ đầu ý tưởng, là chuẩn bị dùng mình khí, tới đem Nguyễn Bình xương trong cơ thể khí cho dẫn đạo đi ra, từ trong miệng nhổ ra. Khí chỉ cần vừa ra tới, liền khẳng định không sao. Nhưng không có nghĩ tới là, này cổ tức giận lợi hại trình độ vượt ra khỏi Giang Sách tưởng tượng. Mỗi khi làm Giang Sách dẫn đạo những thứ này khí chuẩn bị từ trong miệng lúc đi ra, sẽ xảy ra bất trắc, khí chính là dẫn đạo không được. Vấn đề này có thể to lắm. Giang Sách híp một cái hai mắt, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian càng thêm cấp bách. Khí này ra không được. Còn đang không ngừng vào, nhìn dáng vẻ người là chắc chắn phải chết. Muốn thế nào mới có thể làm cho một người không hề vào khí? Không có khả năng. Trừ phi cái này nhân loại chết, đoạn khí, mới có thể không vào khí chỉ điểm khí. Nhưng một người sống, là vạn vạn làm không được điểm này. Các loại. Giang Sách suy nghĩ đột nhiên chuyển động, nghĩ tới bát quái khí châm trong đó một quyển ghi chép, đó là một loại về, ngất thuật, ghi chép. Đi qua ngân châm có thể chặt đứt thân thể người tất cả hoạt động, nhìn qua liền cùng chết giống nhau. Nhưng thân thể kỳ thực vẫn còn vi diệu cân bằng trong, cũng không phải là thật đã chết rồi. Đây là một loại phi thường thần kỳ, chết cùng bất tử điểm tới hạn. Một quyển này ghi chép phi thường đặc thù, thao tác độ khó cũng tương đối lớn, Giang Sách quá khứ chưa từng có nghĩ tới lúc nào sẽ sử dụng đến giả tử thuật, cho nên cho tới nay cũng không có thi triển qua. Ngày hôm nay bất đồng. Giang Sách nhìn trên giường bệnh Nguyễn Bình xương, thật sự nếu không làm cho hắn tắt thở nói, vậy hắn sẽ thực sự nổ. Phải làm cho hắn chết. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Giang Sách không có bất kỳ lo lắng,
trực tiếp động thủ thi triển ngất thuật, mặc dù đây là hắn lần đầu tiên sử dụng, cũng không có bất luận cái gì sợ, căn bản không lo lắng biết thất bại. Đơn giản là tại hắn trong từ điển chưa bao giờ, thất bại, hai chữ. Một loạt phức tạp thao tác phía dưới, Giang Sách tổng cộng cho Nguyễn Bình Xương đâm 108 châm, mỗi một châm đều vô cùng cẩn thận. Những kim này, đem Nguyễn Bình Xương toàn thân cao thấp huyệt đạo đều cho cắt đứt. Ở cuối cùng một châm ghim xong sau, trên giường bệnh người liền hoàn toàn mất đi hô hấp, nuốt khí, liền cùng chết giống nhau. Sốt cục, không hề vào tức giận. Nhìn nữa Giang Sách, mồ hôi trán không ngừng ngã xuống, coi như là tu la chiến thần, coi như là tâm lý tố chất cường thịnh trở lại, đang thi triển ngất thuật nhìn kỹ tử, cũng hao tốn không ít khí lực. Thật không phải là người bình thường có thể làm tới. Không hề vào tức giận. Bước tiếp theo, chính là muốn hết giận. Mạnh mẽ dẫn đạo là không có hữu dụng, Giang Sách nghĩ ra một cái biện pháp, hắn đem một ít đặc thù nghiên chế dược vật rắc vào Nguyễn Bình Xương trên người. Những dược vật này có thể làm cho thân thể con người lỗ chân lông mở đến mức độ lớn nhất. Đi qua những thứ này lỗ chân lông, không ngừng đem thân thể người bên trong khí cho tống ra đi, tuy là tốc độ rất chậm, nhưng hiệu quả vẫn phải có. Dựa theo cái này nhịp điệu xuống phía dưới, 3 ngày sau, Nguyễn Bình Xương là có thể bình phục. Tiết Mẫn khi nhìn đến Giang Sách bất động sau đó, đã cho là trị liệu kết thúc, vì vậy đi liền tiến lên hỏi, Giang thầy thuốc. Chúng ta ra lão đầu tử hết ha. Tốt. Nguyễn Bình Xương bệnh há là dễ dàng như vậy là tốt rồi. Không đợi Giang Sách trả lời, Tiết Mẫn thì nhìn hướng về phía trên giường Nguyễn Bình Xương, vừa nhìn phía dưới triệt để sợ hãi, Nguyễn Bình Xương đã đình chỉ hô hấp, nhìn dáng vẻ, không phải là đã chết rồi sao? Ai nha, ta lão nhân ai, ngươi làm sao lại đi như vậy rồi nha? Giang Sách giải thích, hắn cũng chưa chết. Chỉ là bị ta thi triển đặc thù thủ pháp ngăn lại hô hấp, 3 ngày sau, đem hắn trên người 108 cây ngân châm gỡ xuống, người sẽ tỉnh lại. 3 ngày sau, gỡ xuống 108 cây ngân châm. Ha ha, cái này vừa nghe chính là mượn cớ, đoán chừng là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy trốn a. Tiết Mẫn chỉ vào Giang Sách mũi mắng to, người cho ta là thiếu thông minh sao? Ngươi rõ ràng chính là đem chúng ta ra lão đầu tử cho chữa chết. Ngươi một cái đồ hỗn hào, ngươi bồi chúng ta ra lão đầu tử mệnh. Giang Sách nói rằng, Tiết phu nhân, tin tưởng ta một lần, 3 ngày sau Nguyễn khu trưởng nhất định sẽ tỉnh lại. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, Tiết Mẫn mắng, ngươi chết không chết ta không nhìn ra được sao. Chúng ta ra lão đầu tử hô hấp cũng bị mất, ngươi còn nói 3 ngày sau có thể tỉnh lại. Ha ha, 3 ngày sau. Người bốc mùi a, Giang Sách người một cái vương bát đản, người cho ta không biết ngươi ở đây suy nghĩ gì. Ngươi không phải là sợ ta sẽ giận lây sang ngươi, muốn thừa dịp 3 ngày nay nhanh lên thu dọn đồ đạc chạy trốn sao? Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Vung tay lên, vài tên cảnh viên đi vào phòng bên trong. Tiết Mẫn khóc nói rằng, đưa cái này sát nhân lang băm bắt lại cho ta, hắn hại chết chúng ta ra lão đầu tử, ta theo hắn không để yên. Theo lý thuyết, liền mấy cái này cảnh viên, căn bản cũng không phải là Giang Sách đối số. Lấy Giang Sách năng lực, đó là muốn đi thì đi. Nhưng lần này Giang Sách không có phản kháng, mà là lựa chọn thúc thủ chịu trói, bởi vì hắn biết mình địch nhân là người nào. Giang Sách phải đối phó, cũng không phải là Tiết Mẫn. Đây là có người mượn đao giết người, cố ý gây xích mích hắn cùng Tiết Mẫn giữa cửu hận, Tiết Mẫn bị mông tại cổ lý, đầu óc phát nhiệt sằng bậy. Giang Sách cũng không thể cùng người nữ nhân này làm loạn. Nếu như Giang Sách cũng sằng bậy, song phương triệt để đánh nhau, vậy coi như là thật chúng phản phái độc kế rồi. Nghĩ tới đây, Giang Sách sẽ không có hoàn thủ, tùy ý cảnh viên đem mình cho còng lại rồi. Đang bị mang đi trước, Giang Sách còn đặc biệt nhắc nhở Tiết Mẫn, Tiết phu nhân, lời nói của ta những câu là thật, Nguyễn khu trưởng quả thực còn sống. Chỉ cần 3 ngày, hắn có thể khôi phục kiện khang. Trong vòng 3 ngày, muôn ngàn lần không thể đem châm rút, nếu không, thất bại trong gang tấc. Tiết Mẫn tức giận thẳng dậm chân, lúc nào, còn gạt ta. Xem ra, chờ đấy bị tư pháp khởi tố a. Cảnh viên lập tức liền đem Giang Sách mang đi. Tiết Mẫn xoa xoa nước mắt, đứng ở bên giường nhìn đã gầy tức giận Nguyễn Bình Xương, khóc cũng. Lão nhân a, người cả đời này đối với người nào đều khách khí. Làm sao kết quả là rơi vào cái chết không yên lành a?
Lão thiên gia, thiện hữu thiện báo, ngươi làm sao có thể đối với chúng ta như vậy ra lão đầu tử. Sắp chết, còn toàn thân cao thấp ghim đầy châm, giống như là con nhím giống nhau. Nói, Tiết Mẫn sẽ tự tay đi đem na châm cho rút ra, nàng căn bản cũng không tin tưởng Giang Sách lời nói, cho rằng Giang Sách chính là đang mượn cửa kéo dài thời gian. Thế nhưng, khi nàng thực sự tay nắm cửa đặt ở trên ngân châm một khắc kia, trong đầu hiện lên một câu nói, một phần vạn Giang Sách nói là sự thật rồi. Tuy là có khả năng không đủ một phần vạn, nhưng mặc cho chuyện gì chỉ sợ cái một phần vạn. Vạn nhất là thực sự, Na Tiết Mẫn không phải là hại chết Nguyễn Bình Xương tội nhân đâu. Loại sự tình này, thà tin rằng là có còn hơn là không, ngược lại cũng chính là 3 ngày. Chờ một chút thì có thể làm gì, ngược lại Giang Sách đã bị bắt, căn bản không cần lo lắng hắn chạy. 3 ngày sau Nguyễn Bình Xương muốn vẫn là không có phản ứng, đến lúc đó lại giết Giang Sách cũng tới được cùng. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Tiết Mẫn thu tay về. Không thể không nói, người nữ nhân này ở thời điểm mấu chốt nhất. Còn giữ vững một chút xíu lý trí, không có đem sự tình triệt để làm tuyệt, một ngày nàng làm tuyệt, đó mới là không có cứu. Bất quá, nhìn Nguyễn Bình Xương trên người na từng cây một ngân châm, Tiết Mẫn trong lòng vẫn là khó chịu. Vì cho Nguyễn Bình Xương xem bệnh cũng tốt, vì giải trừ nghi ngờ trong lòng cũng được, Tiết Mẫn gọi điện thoại tìm tới 3 gã đức cao vọng trọng lão bác sĩ, để cho bọn họ tới kiểm tra. 3 vị này chuyên nghiệp lão bác sĩ kiểm tra, dù sao cũng hơn chính mình một ngoại nhân có thể nhìn đến mức quá nhiều a. Nếu như 3 cái lão bác sĩ đều nói Nguyễn Bình Xương cũng chưa chết, còn có được cứu trợ, vậy chứng minh Giang Sách lời nói là vốn có nhất định độ có thể tin. Không bao lâu sau, 3 vị lão bác sĩ đều đến. Tiết Mẫn xoa xoa nước mắt, đem chuyện đã xảy ra đại thể nói một lần, sau đó để cho bọn họ đi xem đến tột cùng Nguyễn Bình Xương có còn hay không cứu. 3 vị lão bác sĩ cũng không dám chậm trễ, mỗi một người đều đi tới trước giường bệnh, bắt đầu nhận chân chân cho Nguyễn Bình Xương tiến hành kiểm tra. Ở cặn kẽ kiểm tra rồi 10 min sau đó, 3 vị lão bác sĩ cho ra đồng nhất kết luận chính là, người đã chết, nhanh lên hạ táng A. Cái này vững tin không lầm. Giang Sách, chính là một chết phiến tử. Tiết Mẫn tức giận nha dương dương, sớm biết như vậy. Sẽ không nên làm cho Giang Sách vội tới Nguyễn Bình Xương xem bệnh, nàng âm thầm nói rằng, Giang Sách, ta sẽ không dễ dàng như vậy hãy bỏ qua ngươi, chúng ta ra lão đầu tử chết, ngươi cũng phải đền mạng. Tiết Mẫn cũng không có cứ thế từ bỏ. Ở đưa đi 3 vị lão bác sĩ sau đó, nàng trải qua thâm tư thục lự, lại cho Tân Tử Dân gọi điện thoại, làm cho Tân Tử Dân tới xem một chút. Đây chính là Giang Nam khu cực kỳ có danh vọng lão tiên sinh, nghe một chút nhìn hắn ý kiến là cái gì. 1 giờ sau, Tân Tử Dân cũng đến rồi. Tiết Mẫn đồng dạng làm cho hắn đến xem Nguyễn Bình Xương tình trạng như thế nào. Có phải thật vậy hay không chết, còn là nói, có khác kỳ quặc. Tân Tử Dân là lão thầy thuốc, kinh nghiệm phong phú, y thuật cao siêu. Hắn ở giường vừa nhìn thêm vài lần cũng đã xác định Nguyễn Bình Xương đã chết, để ngừa một phần vạn, hắn còn đặc biệt kiểm tra cặn kẽ qua một lần, xác nhận không có lầm. Tiết phu nhân, chồng ngươi hắn thật đã chết rồi. Ngay cả Tân Tử Dân đều nói như vậy, Na Thoạt nhìn là một tia hy vọng cũng không có. Đang ở Tiết Mẫn chuẩn bị nghiêm khắc sửa trị Giang Sách thời điểm, Tân Tử Dân phát hiện đâm vào Nguyễn Bình Xương trên người ngân châm có điểm đặc thù, giống như là... Tân Tử Dân chăm chú nhìn một chút, kinh ngạc nói, đây không phải là biển thước thần châm sao? Sở hữu bộ này thần châm, đó không phải là Giang Sách sao? Tân Tử Dân vội vàng hỏi, Tiết phu nhân, mạo muội xin hỏi một chút, cho Nguyễn khu trưởng thi triển ngân châm, nhưng là Giang Sách. Tiết Mẫn gật đầu, chính là cái kia lang băm, Tân lão gia tử, ngài làm sao biết hắn? Tân Tử Dân cười ha ha, sờ sờ râu mép, chỉ vào ngân châm nói rằng, bởi vì ta nhìn ra đây là biển thước thần châm, toàn thế giới, chỉ có Giang Sách chỉ có thần châm. Mà Giang Sách, chính là ta Tân Tử Dân quan môn đệ tử. Tiết Mẫn hách liễu nhất đại khiêu, Giang Sách là Tân Tử Dân đồ đệ. Vẫn là quan môn đệ tử. Dựa theo đạo lý mà nói, Tân Tử Dân như vậy đức cao vọng trọng, sao lại thế thu một cái miệng đầy chạy xe lửa thanh niên nhân làm đồ đệ. Tiết Mẫn không hiểu hỏi, Tân lão gia tử. Ngài nói đều là thật. Tân Tử Dân gật đầu, đương nhiên,
Giang Sách là ta các đệ tử trong, thiên phú tối cao, y thuật mạnh nhất. Thậm chí trò giỏi hơn thầy, so với ta cái này làm sư phụ mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Có lợi hại như vậy. Làm sao một chút cũng không nhìn ra được chứ? Tiết Mẫn nói rằng, nhưng là, hắn nói bậy, đem ta lão nhân cho chữa chết không nói, còn sợ gánh chịu tội danh, nói cái gì lão đầu tử nhà chúng ta còn sống, ba ngày sau mà thôi 108 cây ngân châm là có thể sống qua đây, khôi phục kiện khang. Đây không phải là vô nghĩa sao? Tân lão gia tử ngài cũng nhìn thấy, lão đầu tử nhà chúng ta đều chết hết, tắt thở, cái này người chết còn có thể sống tới được. Về điểm này, tân tử dân kỳ thực cũng không hiểu. Hắn thấy, Nguyễn Bình Dương quả thực chết, không có nghi vấn, nhưng trên đời này chuyện nhiều hơn nhiều. Coi như là tân tử dân, cũng không dám nói đúng y học liền triệt để nắm giữ. Luôn luôn hắn không biết. Tân tử dân phi thường khiêm tốn nói rằng, tựa như ta nói, Giang Sách là một thiên phú cực cao thanh niên nhân, trò giỏi hơn thầy. Y thuật của hắn, ở trên ta, hơn nữ y đức phi thường tốt. Nếu hắn nói Nguyễn Bình Dương sống, ba ngày sau có thể khôi phục kiện khang, ta tin tưởng liền nhất định sẽ ứng nghiệm. Tiết Mẫn nhíu nhíu mày. Đây coi là cái gì? Bao che cho con sao? Thoạt nhìn, cái này tân tử dân đạo đức phẩm chất cũng bất quá như vậy nha. Nàng muốn mắng hai câu, nhưng nghĩ đến tân tử dân đức cao vọng trọng, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, có điểm không muốn phản ứng tân tử dân rồi. Tân tử dân là lão giang hồ. Liếc mắt liền nhìn ra Tiết Mẫn tâm tư. Hắn sờ sờ râu mép, cười ha hả nói, ta biết, đang không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, phải tin tưởng hoang đường như vậy một việc, là biết bao không thực tế. Như vậy đi, Tiết phu nhân, hay dùng lão phu mệnh để làm tiền đặt cược như thế nào? Ba ngày nay, Giang Sách trở thành dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng, mỗi một ngày đều có đại lượng quần chúng ở online điên cuồng thoá mạ. Hận không thể đem Giang Sách lôi đi ra lấy roi đánh thi thể. Ở Đinh gia bên trong biệt thự, Đinh Mộng Nghiên một nhà cũng đều không dám ra cửa, rất sợ đi trên đường đều sẽ ngoại ý. Trong lúc, Đinh Phong Thành đã nếm thử liên hệ phía chính phủ, hỏi Giang Sách hạ lạc, nhưng lấy được trả lời thuyết phục đều là không thể trả lời. Hiển nhiên, Giang Sách đã bị khống chế lại rồi. Đinh Mộng Nghiên mỗi một giây đều buồn ngủ không yên. Đã sớm nói không thể để cho Giang Sách đi cho Nguyễn Bình Dương chữa bệnh. Chính là không nghe, hiện tại quả nhiên đã xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ? Hài tử mới vừa sinh ra vài ngày mà thôi, tự ra phát hiện loại chuyện như vậy, nếu như Giang Sách vì vậy mà bỏ mạng nói, đứa bé kia chẳng phải là sẽ trở thành không có ba cô nhi. Đinh Mộng Nghiên khóc không thành tiếng. Sớm biết sẽ biến thành cái dạng này, sẽ không làm cho Giang Sách đã trở về. Nhạc phụ nhạc mẫu cũng là thúc thủ vô sách, bọn họ đến bây giờ mới ý thức tới tự có biết bao nhỏ yếu, đã không có Giang Sách, bọn họ thật giống như chuyện gì đều không làm được. Tương đối uất ức, vô năng a. Người một nhà ngoại trừ ở nhà đau khổ chờ ở ngoài, không còn có biện pháp khác. Một bên khác, ở nhân trị trong hiệu thuốc mặt, tân tử dân cùng nữ nhi tân uẩn mặt đối mặt ngồi ở ghế trên, hai người trên mặt của đều viết đầy khổ sáp. Tân Uẩn đối với Giang Sách cảm tình không cần nói. Nàng đời này cũng không có đối với nam nhân động tới tâm, Giang Sách là người thứ nhất, cũng là người cuối cùng. Hết lần này tới lần khác hiện tại người đàn ông này muốn chết. Tân Uẩn vô cùng khó chịu, nhìn tân tử dân hỏi, ba. Dựa theo lời ngươi nói, na Nguyễn Bình Dương khu trưởng căn bản là đã chết, Giang Sách hắn cũng không phải đại la kim tiên, còn có thể làm cho người chết sống lại sao? Tân tử dân thở dài, nói rằng, điểm này ta cũng rất nghi hoặc. Dựa theo đạo lý mà nói, Giang Sách tuyệt đối không phải cái loại này sẽ tin cửa thư hoàng nhân, nếu nói Nguyễn Khu Trường sẽ sống qua đây, vậy nhất định có thể sống qua đây, chỉ là nguyên lý trong đó chúng ta cũng không biết mà thôi. Bọn họ đều là tin tưởng Giang Sách. Vấn đề là, lúc này đây Giang Sách cách làm thật sự là làm người ta quá khó khăn tin tưởng. Làm sao có thể sẽ có người tin tưởng người chết sống lại sự tình? Tân Uẩn thở dài. Nàng tiếp tục nói, còn có, ba, Hảo Đoan Đoan tại sao muốn đi theo Tiết Mẫn đánh cái kia đổ a? Người đem mình cũng hãm hại tiến vào, một phần vạn Giang Sách thất bại, người chẳng phải là cũng sẽ theo chịu đến liên lụy. Tân tử dân khoát tay áo, đây là ta phải làm, nếu như ta không đi cho Giang Sách làm đảm bảo,
Na Giang Sách có thể ngay cả 3 ngày nay đều sống không quá đi. Hiện tại chúng ta cũng không có cách nào rồi, chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng Giang Sách là một cái đáng tin cậy nhân, tin tưởng hắn có thể làm được Đại La Kim Tiên đều làm không được đến kỳ tích. Cũng chỉ có thể như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với Giang Sách công kích chẳng những không có giảm thiểu, còn ngày càng nghiêm trọng. Rốt cục, ở Phô Thiên cái địa chửi rủa trong, 3 ngày quá khứ. Thời hạn đã đến. Nguyễn Khu Trường có thể hay không sống lại, Giang Sách mệnh năng không thể đảm bảo được, đều xem hôm nay rồi. Tân Tử Dân mang theo Tân Uẩn, cùng đi đến rồi Nguyễn Bình Sương trong nhà, đến thời điểm, đã có không ít lão bác sĩ đều đã đến. Đại gia nhao nhao đứng dậy cho Tân Tử Dân chắp tay, biểu thị tôn kính. Tân Tử Dân khoát khoát tay, đi thẳng tới Tiết Mẫn trước mặt, nói rằng, Tiết Phu Nhân, ngày hôm nay Nguyễn Khu Trường tình huống thế nào? Tiết Mẫn lạnh rên một tiếng, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Tân Tử Dân hướng phía bên trong vừa nhìn, xong, Nguyễn Bình Sương như trước nằm ở đó, vẫn không nhúc nhích. Nguyễn Bình Sương trên người còn ghim 108 cây ngân châm, liền cùng 3 ngày trước tình huống giống nhau như đúc, nằm ở nơi đó một điểm hô hấp cũng không có, không phải chết còn có thể là cái gì. Có lão bác sĩ nói rằng, không cần nhìn, người này chết, nào còn có sống lại. Cũng không phải phách Tây Du Ký, nào có nhiều như vậy thần thần thao thao sự tình. Nguyễn Khu Trường mệnh, từ lúc 3 ngày trước sẽ không có, 3 ngày này đợi hoàn toàn chính là dư thừa. Ai nói không phải, cư nhiên sẽ có người tin tưởng Nguyễn Khu Trường có thể sống lại, cũng là sai. Có quá đáng hơn, thậm chí trực tiếp đối với Tân Tử Dân nói rằng, Tân Lão Gia Tử, không phải ta không tôn trọng ngươi, mà là ta cảm thấy ngươi thật là mắt mờ. Cư nhiên biết thu Giang Sách như thế cái biểu diễn canh giữ cửa ngõ môn đệ tử. Ha ha, người cũng đã biết, người đệ tử này có bao nhiêu không đáng tin cậy. Hắn đem Nguyễn Khu Trường cho chữa chết không nói, còn tin cửa thư hoàng, người như thế sao xứng, bác sĩ, 2 chữ. Nhất định chính là đối với thầy thuốc làm bẩn, Tân Lão Gia Tử, người có tội a. Tân Tử Dân sắc mặt tương đương xấu xí. Một bên, Tân Uẩn nắm thật chặt nắm tay. Rất muốn vì mình phụ thân biện giải 2 cục, nhưng lại có thể nói cái gì? Giang Sách đúng là Tân Tử Dân đồ đệ, điểm này không có nói đi. Cục diện bây giờ, cũng đều là Giang Sách một tay tạo thành. Cũng không còn nói. Đồ đệ có lỗi, làm sư phụ tự nhiên cũng là có trách nhiệm, sẽ bị những thầy thuốc này liên hợp lại tiến hành công kích, đương nhiên thì cũng không kỳ quái. Tân Tử Dân hướng phía buồng trong nhìn lại. Hắn hy vọng giường nào Nguyễn Bình Sương có thể đứng lên tới. Lúc này, Tân Uẩn đột nhiên đề tỉnh nói các loại. Ba, ta nhớ được ngươi đã nói, những ngân châm này cần ở 3 ngày sau nhổ, đó mới có thể để cho bệnh nhân khôi phục lại. Đúng rồi. Làm sao đem điểm này quên? Tân Tử Dân nói rằng, Tiết Phu Nhân, lúc đó Giang Sách là có như thế khai báo a. Tiết Mẫn gật đầu, là có. Bất quá vừa nghe chính là lời nói vô căn cứ, đều đến lúc này, Tân Lão Gia Tử ta xem ngươi cũng không cần lại bao che cho con rồi. Tân Tử Dân khoát tay áo, không phải, ta tin tưởng Giang Sách nói nhất định là thực sự. Na vấn đề tới, người nào đi nhổ na 108 cây ngân châm. Đây cũng không phải là tùy tiện làm loạn. Nếu như trình tự sai rồi, hay hoặc là lực đạo vô dụng tốt, đều cũng có khả năng ngoại ý. Mặc dù bây giờ nhìn trên cũng không còn cái gì ngoài ý muốn có thể phát sinh dáng vẻ. Những thầy thuốc kia mỗi một người đều trốn về sau. Không người nào nguyện ý tới gánh chịu cái này phiêu lưu. Dù sao Giang Sách ví dụ đang ở trước mắt, nếu như bọn họ cũng bị gây họa tới, vậy coi như thật là có khổ không có địa phương nói. Tân Tử Dân cũng không dám sằng bậy. Hắn ngược lại không phải là sợ gánh chịu trách nhiệm, mà là sợ chính mình biết bởi vì nhổ sai rồi châm. Hại chết Nguyễn Bình Sương cũng hại chết Giang Sách. Vậy coi như lỗi lớn. Người nào thi châm, còn phải do ai tới nhổ. Tân Tử Dân đề nghị, Tiết Phu Nhân, có thể hay không đem Giang Sách thả ra ngoài, gỡ xuống cái này 108 cây ngân châm, dưới lúc nếu như vẫn là không có hiệu quả, Giang Sách liền tùy ý Tiết Phu Nhân xử lý, lão hủ cũng sẽ cùng bị phạt, lại không câu oán hận. Đây chính là ngươi nói. Tiết Mẫn phất phất tay. Đem Giang Sách mang cho ta đi lên. Không bao lâu, một cái khôi ngô nam tử bị 2 gã cảnh viên dẫn theo đi lên. Chính là Giang Sách. Tân Uẩn trơ mắt nhìn Giang Sách.
Từ Giang Sách trở về Giang Nam khu sau đó, đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới biết lấy phương thức như vậy, ở nơi này dạng chẳng diện, thật sự là có điểm xấu hổ. Tân Uẩn nhìn chằm chằm Giang Sách xem, lòng của nàng đập bịch bịch. Tuy là biết rõ Giang Sách đã kết hôn, biết rõ Giang Sách đều đã có hài tử, nhưng Tân Uẩn viên kia lửa nóng tâm, cũng không cách nào dừng lại. Yêu, một ngày sản sinh, liền không còn cách nào thu hồi. Đứng vững. Tiết Mẫn đối với Giang Sách nói rằng, Giang Sách, không muốn nói ta không để cho ngươi cơ hội, ta đã dựa theo ngươi nói, một cái cũng không có nhúc nhích qua lão đầu tử nhà chúng ta, na 108 cây ngân châm cũng đều là lúc đó ngươi bị bắt thời điểm trạng thái. Hiện tại 3 ngày thời gian đã qua, Giang Sách, ta là không phải nên cho ta một cái công đạo, để cho chúng ta ra lão đầu lĩnh tỉnh lại a. Giang Sách gật đầu, nói rằng, không có vấn đề. Ta hiện tại liền nhổ tất cả ngân châm, làm cho Nguyễn khu trường khôi phục kiện khang. Thật là dám nói a. Này lão bác sĩ nhìn nhau, trong ánh mắt đều là chẳng đáng. Ha ha, bọn họ đều thấy cả đời bị bệnh, làm sao có thể ngay cả một người sống hay chết cũng không nhìn ra được. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, khoác lác cũng không đả thảo cảo, đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi là làm sao đem một người chết cấp cứu sống. Đến lúc đó muốn vẫn là không sống được, cũng không nên có những thứ khác mượn cớ a. Giang Sách cười nhạt, yên tâm, sẽ không còn có bất kỳ cớ gì rồi, châm ngoại trừ, người sống. Vậy thử xem a. Cảnh viên giải khai Giang Sách tay còng, sau đó liền thấy Giang Sách đi tới buồng trong, rời cái băng ngồi xuống, ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn nằm trên giường Nguyễn Bình Sương. Hắn nhẹ giọng nói, Nguyễn khu trường, ngủ đủ chứ? Nên tỉnh lại. Sau đó, hắn bắt đầu tự tay đi đem na 108 cây ngân châm từng cái gỡ xuống. Giang Sách dùng thủ pháp vô cùng kỳ quái, gỡ xuống ngân châm trình tự càng làm cho người xem không hiểu, tại chỗ lão bác sĩ từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Đây không phải là dính vào sao, có như thế lấy châm. Đoán chừng là lợn chết không sợ khai thủy năng, chẳng ngó ngàng gì tới. Mọi người đối với Giang Sách biểu hiện ngày càng thất vọng, dưới cái nhìn của bọn họ, Nguyễn Bình Sương mệnh đã là ván đã đóng thuyền, triệt để không sống được. Chỉ có Tân Uẩn cùng Tân Tử Dân, hai người bọn họ nín thở ngưng thần. Đợi kỳ tích phát sinh. 108 cây ngân châm, tổng cộng hao tốn xấp xỉ 10 min chỉ có toàn bộ đều lấy xuống. Khi cuối cùng một cây ngân châm gỡ xuống thời điểm, Nguyễn Bình Sương vẫn là không có bất kỳ một chút xíu phản ứng. Vẫn là bộ kia người chết dáng dấp. Hắn, vẫn là không có sống lại. Lão các thầy thuốc đều vui vẻ, từng cái lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Tân Tử Dân thở dài. Xem ra, kỳ tích phải không tồn tại. Tân Uẩn nhất là khó chịu, dựa theo hiện tại cục diện này đến xem, Giang Sách là chết chắc, Tân Tử Dân cũng đại khái suất không sống được. Lập tức mất đi hai cái người thân cận nhất, Tân Uẩn như thế nào chịu được. Nàng không cam lòng hét lớn, không có khả năng, điều đó không có khả năng, vì sao không tỉnh lại nữa. Tiết Mẫn nổi giận nói, Giang Sách, đây chính là ngươi cho ta hứa hẹn sao. Lão đầu tử nhà chúng ta vì sao còn không có khôi phục lại. Ngươi lời nói dối, bây giờ bị phơi bày a. Vạch trần. Ha ha. Giang Sách không nói chuyện, mà là với tay cầm một chén nước trong, lấy tay thấm một cái, rắc vào Nguyễn khu trường trên mặt của. Tỉnh lại a, Nguyễn khu trường. Sau một lát, chuyện kỳ quái xảy ra. Nguyễn khu trường sắc mặt lại màu trắng bệch một chút xíu khôi phục lại, trở nên hồng nhuận có sáng bóng, đồng thời mũi của hắn bên trong rõ ràng cảm giác là ở hơi thở. Chết người, thần thật kỳ vậy sống lại. Nguyễn Bình Sương, sống. Kỳ tích, sinh ra. Tất cả mọi người con mắt đều trợn to, mỗi một người đều đứng lên. Không dám tin nhìn trên giường bệnh Nguyễn Bình Sương, khó có thể tin hắn cư nhiên thực sự sống lại. Không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Người chết sống lại, đây cũng không phải là y học kỳ tích, đây quả thực là siêu việt nhân loại hiện hữu nhận thức kỳ tích a. Đây là y thuật sao? Này rõ ràng chính là tiên thuật a. Những thứ này lão bác sĩ cũng đều từng thấy việc đời, lúc này mỗi một người đều dọa sợ không nhẹ. Không phải bọn họ kém kiến thức, thật sự là sự kiện lần này vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Người chết sống lại, ván này hoang đường sự tình cư nhiên xảy ra.
Kỳ thực bọn họ hiểu cũng không đối với, người chết là không có khả năng sống lại, mặc dù Giang Sách y thuật cao minh cũng không khả năng làm được điểm này. Giang Sách làm, chỉ là làm cho Nguyễn Bình Xương lâm vào trạng thái chết giả, sau đó sẽ khôi phục lại. Ngất cùng thực sự tử vong, đó hoàn toàn là hai việc khác nhau, tuy là hai người biểu hiện phương thức cơ hội là giống nhau như đúc. Nếu như Nguyễn Bình Xương thật đã chết rồi, na Giang Sách cho dù có thông thiên thuật, cũng không thể tránh được. Bất quá cũng không phải nói, ngất liền nhất định có thể cứu sống. Đây là phải vô cùng cao siêu kỹ xảo. Hơn nữa, đối với trong cơ thể không có khí, nhân mà nói, là căn bản không còn cách nào phát động chuyện này tử chi thuật, không có tương đương thâm hậu y học căn cơ, coi như thi triển ra. Cũng không cứu sống. Chỉ có Giang Sách mới có cái này toàn bộ điều kiện. Trên thế giới ngoại trừ Giang Sách ở ngoài, sợ là không có người thứ hai lại có thể thi triển ngất thuật, sau đó sẽ đem người cấp cứu sống lại. Lợi hại, hiện tại toàn bộ bác sĩ đều vỗ tay biểu thị tôn kính. Bọn họ vừa mới còn coi thường Giang Sách, từng cái bày ra sú khuôn mặt, cho rằng Giang Sách khẳng định không đùa. Cho rằng Giang Sách nhất định phải bị xử tử, hiện tại mặt mũi này đánh thật là đủ đau. Đương nhiên, cũng là có người cao hứng. Tân con dân kích động lão lệ tung hoành, hắn cái này làm sư phụ, dũng cảm đứng ra làm đồ đệ ngăn cản thương. Mục đích đúng là hy vọng có thể chứng kiến giờ khắc này quang huy. Giang Sách không để cho hắn thất vọng. Tên đồ đệ này, là hắn tối cường cực kỳ có thiên phú đồ đệ, cho giỏi hơn thầy, không có bất kỳ một chút xíu vấn đề. Tân Uẩn cũng kích động khóc. Nàng đối với Giang Sách yêu đã sâu tận xương tủy, thực sự không hy vọng chứng kiến Giang Sách bởi vì này trùng sự tình mà mất đi tính mệnh, nói vậy, nàng thực sự không biết còn có cái gì có thể làm tinh thần tín ngưỡng. Đương nhiên, nhất cao hứng, vẫn là Tiết Mẫn. Nàng nhìn thấy chồng của mình một chút xíu khôi phục lại sau đó, kích động chạy mau tới, hận không thể ngay lập tức sẽ ôm lấy Nguyễn Bình Xương. Lão nhân, người có thể hù chết ta, về sau không cho phép lại theo ta đùa giỡn như vậy rồi. Trên giường bệnh, Nguyễn Bình Xương hô hấp một chút xíu trở nên đều đứng lên, khí sắc cũng càng được rồi. Giang Sách nói rằng, Tiết phu nhân, nhanh đi chuẩn bị một chút có dinh dưỡng cơm nước, thế nhưng cũng đừng quá lớn huân. Như thế này Nguyễn khu trưởng sau khi tỉnh lại cần ăn một điểm thứ tốt bổ sung một cái. Ôi chao, tốt, Tiết Mẫn đối thủ hạ nói rằng, nghe được Giang thần y vừa mới nói tới sao. Nhanh lên một chút đi chuẩn bị một chút dinh dưỡng cơm nước, chứ quá lớn huân, nghe thấy được sao? Là, những thủ hạ kia ngay lập tức sẽ chạy đi chuẩn bị cơm nước. Mọi người nghe xong kỳ thực đều muốn cười, vừa mới còn đem Giang Sách cho phun cái gì cũng sai. Hận không thể đem Giang Sách chặt mới tốt. Một cái chớp mắt ấy, liền, Giang thần y, cho xưng hô lên. Xem ra a, hết thảy đều là bằng thực lực nói, thực lực mạnh, sẽ được tán thành. Giang Sách không chút hoang mang đem từng cây ngân châm một đều thu vào, cùng mọi người cùng nhau đợi Nguyễn Bình Xương tỉnh lại. Xem cái này tư thế, cũng liền nửa phút sự tình. Lúc này, có bác sĩ không hiểu hỏi, ta không hiểu. Vì sao người đã chết còn có thể sống lại? Giang thần y, người có thể cho ta phổ cập khoa học một chút không? Những người này giọng nói cũng biến thành khách khí. Trước từng cái dáng vẻ hung thần ác sát, bộ kia coi thường Giang Sách biểu tình, hiện tại toàn bộ đều trở nên bội phục không thôi. Không kỳ quái, dù sao Giang Sách nhưng là sáng lập y học kỳ tích. Giang Sách cũng không tàng tư, trực tiếp nói, đạo lý rất đơn giản. Nguyễn khu trường cũng chưa chết. Cho nên sẽ không tồn tại chết rồi sống lại. Không chết, không có khả năng a, chúng ta rõ ràng đều kiểm tra qua, hô hấp đều ngừng nha. Không có hô hấp không có nghĩa là tự tử vong rồi. Giang Sách nói rằng, ở y học trên là tồn tại ngất trạng huống, ta vì để cho Nguyễn khu trường không hề, vào khí. Liên đối với hắn thi triển ngất thuật, làm cho hắn nhìn qua tử vong trên thực tế còn sống. Nằm ở một loại vi diệu động thái cân bằng trong. Dưới trạng thái như vậy, cũng sẽ không lại, vào khí, rồi, sau đó ta sẽ đem Nguyễn khu trường trong cơ thể khí một chút tống ra đi. Hao tốn 3 ngày thời gian cuối cùng là triệt để thanh không. Nghe đến đó, tất cả mọi người đầu đều là mộng. Tức giận cái gì? Cái gì ngất thuật? Cái gì động thái cân bằng? Căn bản là nghe không hiểu a có được hay không? Có thể nói hay không nói hiểu rõ một chút.
Đại gia từng cái nhìn nhau, từ với nhau trong ánh mắt là có thể nhìn ra. Không có một cái nghe được rõ ràng, coi như là tân con dân cũng nghe mơ mơ hồ hồ. Bất quá mọi người đều là sĩ diện, nghe không hiểu cũng bày ra một bộ nghe hiểu bộ dạng. Một bên Tân Uẩn nhìn liền muốn cười, đám lão đầu tử này thật đúng là sĩ diện hảo. Không bao lâu, mọi người rốt cục chờ đến bọn họ muốn thấy được hình ảnh Nguyễn Bình Xương tỉnh lại. Cái này một vị yêu dân như con tốt khu trưởng, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua kiếp nạn, một lần nữa tỉnh lại. Ngạch, Nguyễn Bình Xương sờ sờ đầu, ta đây là làm sao vậy? Hắn còn chưa ý thức được trên người mình xảy ra cỡ nào chuyện kỳ diệu. Tiết Mẫn đi tới nói rằng, lão nhân, ngươi mấy ngày nay làm ta sợ muốn chết, ta đều cho rằng triệt để không thấy được ngươi. Kết quả là, Tiết Mẫn từng điểm đem chuyện đã xảy ra đều nói cho Nguyễn Bình Xương. Nguyễn Bình Xương nghe xong, vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới tại chính mình trên người xảy ra như thế chăng được kỳ tích, cũng nhiều thua thiệt Giang Sách. Cái mạng già của mình mới xem như bảo vệ. Hắn muốn đứng dậy cảm tạ Giang Sách, bị Giang Sách cản lại. Nguyễn Khu Trường, người bây giờ thân thể còn rất yếu ớt, cần ăn nhiều thuốc bổ, đem thân thể cấp dưỡng đứng lên. Tiết Mẫn liên tục gật đầu, chính là, cơm nước tại sao còn không tốt. Nhanh lên một chút. Một trận dưới sự thúc giục, cơm nước đã bưng lên, Nguyễn Bình Xương cũng không khách khí, từng ngụm ăn, đói bụng nhiều ngày như vậy. Vừa tỉnh qua đây cảm giác cái bụng đều đã làm thịt, ngay cả đoan chén khí lực đều nhanh nếu không có rồi. Chứng kiến hắn ăn vui vẻ như vậy, Tiết Mẫn cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, nàng yên lặng nhìn Giang Sách liếc mắt, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, vô luận như thế nào cũng muốn yên lành cảm tạ Giang Sách một phen. Bất kể là vì bù đắp đối với Giang Sách tạo thành thương tổn, vẫn là cảm tạ Giang Sách cứu sống Nguyễn Bình Xương, lần này cảm tạ cũng phải làm. Không riêng phải cảm tạ, còn phải lớn tạ ơn đặc biệt tạ ơn. Nhưng mà Giang Sách chỉ là yên lặng thu hồi hắn biển thước thần châm, căn bản cũng không có nghĩ quá nhiều, tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra giống nhau. Thi ân bất cầu báo. Đại trưởng phu gây nên. Ninh gia, văn phòng cao ốc cửa lôi kéo một cái hoành phi. Một đám người giữ cửa cửa cho trận nghiêm nghiêm thật thật, còn có người cầm loa lớn không ngừng mắng. Bọn họ đều là vì Nguyễn Bình Xương mà đến. Giang Sách, hại chết chúng ta tốt khu trưởng, đi ra nhận lấy cái chết. Nhất định phải đem này ác nhân đem ra công lý, lấy cảm thấy an ủi Nguyễn khu trưởng ở Thiên Chi Linh. Không báo thù này, thề không làm người. Có người thì xuất phát từ thật tình, cũng có rất nhiều đều là tới tham gia náo nhiệt, đương nhiên cũng có này thu tiền đến tiết tấu, đem tràng diện làm phi thường lớn. Bọn họ khi biết Giang Sách là người của Đinh Gia sau đó, liền đem đầu mâu cho nhắm ngay Đinh Gia, thế muốn đem Đinh Gia phế bỏ đi. Có ở đây không xa xa một chiếc sớp bên trong, Thân Hào cùng quản gia Lưu Thông hai người ngồi đối mặt nhau, một người trong tay bưng một ly rượu đỏ, vừa uống vừa xem cuộc vui. Lưu Thông cười ha hả hỏi, cậu ấm, thế nào, ta an bài cho ngài cái này một vỡ tuồng hoàn hảo xem đi. Thân Hào giơ ngón tay cái lên. Đẹp, quá đẹp đẽ rồi, nhiều gọi một ít tin tức truyền thông qua đây phách vỗ, cần phải đem Giang Sách, đem Đinh Gia vào chỗ chết cả mới được. Để cho bọn họ theo ta đối nghịch, hanh, gia nhập vào Giang Sơn Ấn thì thế nào, cho rằng có thể giữ được. Ở Giang Nam Khu, chỉ cần là đắc tội chúng ta vẽ còn người của tập đoàn, tự không khả năng có kết cục tốt. Thân Hào ngẩng đầu lên, đem một chén rượu toàn bộ đều uống vào, lau miệng, cao hứng nguy. Sau đó, ở Lưu Thông dưới sự an bài, rất nhiều tin tức truyền thông đều tới rồi. Hiện tại đưa tin, ghi lại hiện trường hình ảnh. Chiếu cái này nhịp điệu xuống phía dưới, Đinh Gia tuyệt đối không chống nổi 3 ngày, cũng sẽ bị to lớn dư luận áp lực cho, giết chết. Coi như là Giang Sơn Ấn, cũng không giữ được nó. Thời khắc này Đinh Gia gia chủ Đinh Phong Thành đang ở bên trong phòng tới lui lui đạc bộ. Tâm tình phức tạp rối tinh rối mù. Giang Sách hiện tại tung tích không rõ, sống hay chết cũng không biết, Đinh Gia lại gặp được mãnh liệt như vậy thế tiến công. Xem ra, Đinh Gia ở Giang Nam Khu là không có có bất kỳ hy vọng. Đợi bọn họ chỉ có một con đường, diệt vong. Đinh Phong Thành tuyệt vọng đều muốn từ đại lâu cao hơn nhảy xuống, xong hết mọi chuyện, trốn tránh cái này phức tạp thế giới. Đang ở hắn tuyệt vọng vô cùng thời điểm,
kỳ tích ra đời. Tại chỗ có người cũng không có dự liệu đến dưới tình huống, hơn 10 chiếc quan phương xe cộ lái tới, ở đoàn xe vị trí chính giữa là một chiếc màu đen Audi, bên trong ngồi là phía chính phủ đại lão. Này người kháng nghị đều ngẩn ra, ai cũng không nghĩ tới sẽ có quan phương đại lão qua đây. Là trợ giúp chính mình cùng nhau kháng nghị, còn là nói, trợ giúp Đinh gia giải vây. Thân Hào cũng ngây ngẩn cả người, hỏi Lưu Thông, đây cũng là người an bài. Lưu Thông lắc đầu, không phải. Như vậy là cái gì tình huống? Ngạch, Lưu Thông cẩn thận nhìn một chút, nói rằng, như là Nguyễn khu trưởng đoàn xe, Nguyễn khu trưởng đã chết, chiếc xe kia bên trong đang ngồi khẳng định chính là hắn lão bà Tiết Mẫn rồi. Nhìn như vậy tới, Tiết Mẫn chắc là tới Hưng Sư vấn tội, đem Đinh gia cho triệt để trảm thảo trừ căn. Phải, có cái này chuyện tốt, Thân Hào cao hứng càng không được. Thực sự là muốn cái gì tới cái gì. Có Tiết Mẫn trợ giúp, vậy đối với trả Đinh gia thì càng dễ dàng, quan phương tham gia, sẽ làm tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng, Đinh gia khẳng định nhịn không được. Trời cũng giúp ta, Thân Hào rót đầy một chén rượu, cao giọng nói rằng, Giang Sách, biết đắc tội ta Thân Hào kết quả không có. Ha 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 ha, đoàn người tản ra, đoàn xe lái đến Đinh gia đại lâu văn phòng trước ngừng lại. Cửa xe từng cái mở ra, quyết định Đinh gia vận mạng trọng yếu người. Chậm rãi đi ra. Ánh mắt của mọi người toàn bộ bộ đô tụ tập tới, bọn họ đều cho rằng Tiết Mẫn là tới trợ giúp bọn họ, từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười sung sướng. Sau đó, Tiết Mẫn đang đi ra xe sau đó, cũng không có trực tiếp ly khai, mà là tự tay đi nâng trong xe một người khác. Cái này tất cả mọi người hù dọa. Có người nào, là cần khu trưởng phu nhân tự mình đến đỡ. Thân Hào cũng mở to hai mắt nhìn. Nhận nhận chân chân nhìn, không biết chiếc xe kia bên trong đến tột cùng còn ngồi vị nào đại lão. Sốt cục, ở vạn chúng chúc mục trong, đại lão, đi ra. Lại nói tiếp, cái này một vị đại lão là hiện trường tất cả mọi người biết, bọn họ toàn bộ bộ đô không xa lạ gì, cái này một vị đại lão. Chính là bọn họ mọi người đang ở kéo hoành phi, vì đó kêu oan khu trưởng Nguyễn Bình Sương. Nguyễn Bình Sương khu trưởng, sống. Sớp bên trong xe. Lạch cạch một tiếng, Thân Hào trong tay ly rượu đỏ rơi xuống đất, cái cằm của hắn cũng thiếu chút nữa cho rơi xuống đất đi. Trước mắt nam tử này, không phải là na đã bị vô số người cho chứng minh chết Nguyễn Bình Sương sao? Chuyện gì xảy ra, vì sao hắn còn sống đâu? Trên mặt mọi người đều treo đầy khiếp sợ, không thể tin được sự thật trước mắt. Người chết sống lại, chưa bao giờ nghe. Đột nhiên, Thân Hào ý thức được không ổn. Bọn hắn bây giờ thảo phạt Đinh gia, thảo phạt Giang Sách, toàn bộ bộ đô là bởi vì Nguyễn Bình Sương bị Giang Sách cho chữa chết nguyên nhân, nhưng nếu như Nguyễn Bình Sương còn sống, kia sự thực sẽ không tồn tại. Vậy bọn họ còn thảo phạt cái gì tinh thần? Đinh gia, Giang Sách, sẽ toàn bộ bộ đô bình an vô sự. Thân Hào nóng nảy, cái này đến miệng con vịt còn có thể bay. Hắn một bà liền kéo qua quản gia Lưu Thông cần cổ. Giận dữ hết, người ti em giải thích cho ta rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì. Lưu Thông cũng là vẻ mặt mộng bức. Hắn chỉ là một quản gia, cũng không phải thần tiên. Nơi nào có thể biết tất cả mọi chuyện. Căn cứ hắn lấy được tình báo, Nguyễn Bình Sương quả thực đã chết. Điểm này là không thể nghi ngờ, bởi vì rất nhiều bác sĩ thậm chí bao gồm tân con dân đều tự mình cho giám định qua. Chết xuyên thấu qua thấu, ngay cả hô hấp cũng bị mất. Có thể. Nếu như Nguyễn Bình Sương chết, na người trước mắt là ai? Giả mạo. Không có khả năng. Nếu như là giả mạo, na Tiết Mẫn tự không khả năng hầu ở bên cạnh, từ Tiết Mẫn thần thái động tác đến xem, một vị kia tuyệt đối là trượng phu của nàng Nguyễn Bình Sương. Người chết sống lại, chuyện này cứ như vậy như kỳ tích xảy ra. Lưu Thông nuốt nước miếng một cái, lúng túng nói cậu ấm. Sự thật ấy ở là quá kỳ hoặc. Không thích hợp a. Nào có người chết còn có thể sống lại, nhất định là Giang Sách đang lừa gạt. Bất kể có phải hay không là xử trá, có ít nhất một điểm có thể khẳng định, đó chính là Nguyễn Bình Sương bây giờ còn sống. Nguyễn Bình Sương sống, vậy đại biểu cho Giang Sách biết không có việc gì. Xong, tất cả kế hoạch tất cả đều xong. Thân Hào ngồi ở sớp bên trong, nhìn Nguyễn Bình Sương từng bước một đi hướng Đinh gia đại lâu văn phòng, sợ hãi trong lòng cùng bất an. Dần dần làm sâu sắc. Này phất cờ hò reo, dõng dạc quần chúng,
lúc này cũng toàn bộ bộ đô ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ đã không có hô hào lý do. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Nguyễn Bình Xương đi tới Đinh Gia văn phòng cửa đại lâu, có người đưa đến một cái ghế. Na Nguyễn Bình Xương đang ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, từ người bên cạnh đỡ đứng ở ghế trên, làm cho hiện trường tất cả mọi người thấy được hắn. Khái khái. Nguyễn Bình Xương ho khan hai tiếng, sau đó nhận lấy một cái kèn đồng, hướng về phía trước người người gây chuyện đàn la lớn, các thị dân, ta Nguyễn Bình Xương cảm ơn các ngươi. Tất cả quần chúng đều ngẩn ở đây tại chỗ. Không sai, cái này một vị chính là bọn họ tốt khu trưởng Nguyễn Bình Xương, hắn còn chưa có chết. Nguyễn khu trưởng không chết, không chết. Cái kia là ai chế tạo lời đồn, nói Nguyễn khu trưởng chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Không biết nha. Đại gia châu đầu ghé tai, cũng không biết là thế nào chuyện gì xảy ra, bọn hắn bây giờ cảm giác như là bị người đùa bỡn thông thường. Vừa nghi hoặc vừa giận nộ. Lúc này, hết mấy chiếc xe lái tới. Này toàn bộ bộ đô là đài truyền hình, tòa soạn báo, mới truyền thông ký giả, bọn họ nguyên bản nhận được lưu thông an bài, qua đây tiến hành quay chụp, muốn đem Giang Sách, Đinh Gia cho tô đen hơn. Nhưng không nghĩ tới chính là, lại thật vừa đúng lúc, đụng phải Nguyễn Bình Xương. Khi nhìn đến những ký giả kia giơ camera đã chạy tới sau đó, Nguyễn Bình Xương vừa cười vừa nói, ôi chao, ký giả các bằng hữu tới thật đúng lúc, các ngươi nhanh, mở ra camera, đem lời ta muốn nói toàn bộ bộ đô ghi chép xuống, công khai phát biểu. Khu trưởng đều lên tiếng, những ký giả kia nào dám không nghe. Lại nói, khu trưởng chết rồi sống lại, đây là cỡ nào to lớn một bản tin. Làm người viết báo mà nói, đó là lấy được lấy báo cáo. Cho nên đại gia nhao nhao mở ra camera tiến hành quay chụp. Nguyễn Bình Xương tằng hắng một cái, nói tiếp tại chỗ thị dân các bằng hữu, ta Nguyễn Bình Xương rất tốt cảm tạ các ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta là vô cùng cảm động. Bất quá, có một chút ta là cần làm sáng tỏ, đó chính là Giang Sách cũng không có các ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy. Hắn nếu không không phải hại chết ta đầu sỏ gây nên, tương phản, hắn vẫn ân nhân cứu mạng của ta. Xin mọi người không muốn nữa đối Giang Sách tiến hành công kích, các ngươi hẳn là tán thưởng hắn quang vinh sự tích mới đúng. Nghe được những lời này, Thân Hào tại chỗ thì không chịu nổi, ôm đầu phiền muộn không ngớt. Thứ này cũng ngang với một đoạn thời gian trước hết thảy nỗ lực đều bị hỏng. Hắn trừng mắt Lưu Thông, đều là ngươi làm chuyện tốt. Nói cái gì Nguyễn Bình Xương chết, kết quả, nhân ra nếu không không chết, còn sống được rất khỏe mạnh. Trước đây ta nói cái gì kia mà, không nên để cho Giang Sách đi cho Nguyễn Bình Xương xem bệnh, đây nếu là nhìn kỹ, không phải tương đương với bang Giang Sách kéo đến một cái to lớn thế lực sao? Ngươi không phải không nghe, nói cái gì Nguyễn khu trường bệnh nguy kịch, chắc chắn phải chết, coi như là Đại La Kim Tiên đều trị không hết. Kết quả đâu? Kết quả chính là, Giang Sách chính là y thuật cao siêu, đem Nguyễn Bình Xương chữa lành. Hiện tại, Nguyễn Bình Xương đã thành Giang Sách na một con người, chúng ta có vẻ càng thêm bị động. Lưu Thông, ngươi xem một chút ngươi làm những chuyện tốt này, ta thì em thật muốn một đao đâm chết ngươi được rồi. Thân Hào mỗi một câu kỳ thực đều cũng có đạo lý. Nếu như không phải Lưu Thông kế sách, Thân Hào cũng sẽ không khiến Giang Sách tới gần Nguyễn Bình Xương, càng không thể nào cho Giang Sách xem bệnh cơ hội. Hiện tại được rồi, bằng Thân Hào tự mình đem Nguyễn Bình Xương cho đẩy tới Giang Sách trong trận doanh. Cái này bảo hắn làm sao có thể tiêu tan. Lưu Thông cũng là vẻ mặt khổ sáp, hắn phi thường bất đắc dĩ nói, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ta a. Cậu ấm ngươi không phải là không biết, Na Nguyễn khu trường bệnh kỳ thực vô cùng tệ hại, hơn 10 vị bác sĩ đều trị không hết. Nào biết đâu rằng Giang Sách y thuật cao minh như thế, lập tức liền chữa lành đâu. Ai? Hai người bọn họ ngồi đối mặt nhau, đều ở đây thở dài. Lúc đầu chuyện gì cũng không có, hiện tại được rồi, vô duyên vô cớ đem Nguyễn Bình Xương đẩy tới Giang Sách bên kia, cái này về sau còn muốn đối phó Giang Sách, khó khăn. Hiện trường ký giả vội vàng đem Nguyễn Bình Xương lời nói đều cho ghi chép xuống, tùy thời chuẩn bị bão nổi. Có quần chúng nhịn không được hỏi, Nguyễn khu trường, ngài có thể nói cho chúng ta biết. Vì sao tất cả mọi người nói ngài đã cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi? Có phải có người bịa đặt a? Nguyễn Bình Xương nghe xong cười ha ha.
hắn sờ sờ râu mép, nói rằng, kỳ thực a, điều này cũng không có thể xem như là có người bịa đặt. Bởi vì ta trước quả thực bệnh nguy kịch, cũng nhanh muốn chết. Mà Giang Sách Giang thầy thuốc tự cấp ta chữa bệnh thời điểm, sử dụng đến rồi một ít phi thường đặc thù thủ pháp, cho ta xem đi tới như là đã chết, nhưng kỳ thật còn sống. Cho nên, rất nhiều không biết tình hình thực tế chân tướng người, liền hiểu lầm. Đã cho ta chết. Ba người thành hổ, chuyện này càng chuyện càng sai lệch. Cuối cùng đại gia liền đều hiểu lầm Giang thầy thuốc, thậm chí còn ngăn cản du hành, phải đối phó Giang thầy thuốc. Các ngươi kỳ thực đều là nằm ở có hảo ý, ta không trách tội các ngươi. Hiện tại hiểu lầm giải trừ, đại gia dám tiếp rút lui a. Không hổ là khu trưởng, nói thực sự là cẩn thận. Lại không thấy xúc phạm tới nhiệt tình quần chúng hảo tâm. Càng không có làm cho Giang Sách tiếp tục mang tiếng xấu, nói ba xạo liền đem song phương mâu thuẫn hóa giải rồi. Này nguyên bản đối với Giang Sách ôm địch ý người, hiện tại mỗi một người đều phi thường áy náy. Tốt như vậy một cái bác sĩ, bọn họ chẳng những không có cảm tạ nhân gia. Còn lần nữa chửi bới, nói xấu thậm chí muốn giết chết nhân gia, Giang Sách được thừa nhận rồi bao nhiêu ủy khuất ha. Không được, tuyệt đối không thể để cho người tốt buồn lòng. Kết quả là, đã có người đề nghị, chúng ta đi cho Giang thầy thuốc xin lỗi. Đối với, nhất định phải cho Giang thầy thuốc xin lỗi. Trong lúc nhất thời, những thứ này đối với Giang Sách hận thấu xương người, toàn bộ đều biến thành đối với Giang Sách kính yêu có thừa người. Biến hóa cực nhanh, làm người ta không tưởng được. Nguyễn Bình Sương từ trên ghế đi xuống, chứng kiến sự tình đã giải quyết rồi, hắn lộ ra nụ cười sung sướng. Sau đó hắn đối với người bên cạnh nói rằng, cho ta ở phạn điếm chuẩn bị trên một cái bàn các loại tiệc rượu. Ta muốn tự mình cảm tạ Giang thầy thuốc. Là, tên kia thủ hạ ngay lập tức sẽ ly khai, chuẩn bị cảm tạ tiệc rượu. Nguyễn Bình Sương thì mang theo Tiết Mẫn ly khai hiện trường. Hiểu lầm giải trừ, Nguyễn Bình Sương, Giang Sách đều là người được lợi, mà thương tâm nhất nhân không ai bằng thân hào. Hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là vừa không có một chút điểm biện pháp. Hắn thật hận. Giang Sách, thật là có người a, lại có thể đem bệnh nguy kịch lão nhân đều chữa lành, tốt, tốt. Lưu Thông ở một bên sợ đến đều không dám lên tiếng, rất sợ sẽ bị Thân Hào cho thực sự một đao đâm chết. Thân Hào giận dữ hét, về nhà. Tài xế đạp cần ga một cái, mang theo Thân Hào chạy về trong nhà. Trận này trò hay, cuối cùng là thu vĩ. Mà ở Đinh gia văn phòng bên trong đại lâu, Đinh Phong Thành từ đầu tới đuôi cũng không có lộ diện, chỉ là ở đại lâu bên cửa sổ len lén nhìn, nghe. Khi biết hết thảy đều quá khứ, Đinh gia, Giang Sách đều bình yên vô sự sau đó, hắn thật dài thở ra một hơi. Thực sự là quá hiểm. Giang Sách a Giang Sách, ngươi vì sao mỗi một lần đều phải đùa như thế tim đập? Sớm một chút đem Nguyễn khu trường chữa lành, không phải không cần làm như vậy rồi không? Đờ cây em, đều nhanh đem ta dọa cho ra bệnh tim tới. Hắn quyết định, các loại Giang Sách sau khi trở về, nhất định phải yên lành nói một chút. Phía sau bí thư hỏi, Đinh gia chủ, người bên ngoài đều đi, chúng ta không sao. Lời nói nhảm, ta xem thấy. Đinh Phong Cách nói sẵn có nói, nhanh, cho ta cũng mở một bàn yến hội, ta muốn áp an ủi. Là, kế tiếp một đoạn thời gian. Tin tức truyền thông dựa theo Nguyễn Bình Sương yêu cầu. Đem tất cả chân thực tin tức đều báo chí rồi đi ra, lúc này mặc dù là Thân Hào cũng không có thể ra sức rồi. Không ngừng có tin tức lớn tuôn ra tới, các đại truyền thông tranh nhau đưa tin. Đều giải thích rõ Giang Sách tình huống. Cái này, tất cả mọi người từ chán ghét Giang Sách biến thành cảm ơn Giang Sách. Người là cảm tình động vật. Làm này trên Internet bình xịt khi biết chính mình oan uổng một người tốt sau đó. Lương tâm của bọn hắn đều bị to lớn khiển trách. Dưới tình huống như vậy, sẽ không có người còn có thể ngồi yên rồi. Đại gia nhao nhao mở ra bình luận, phát biểu ý kiến của mình, tuyệt đại bộ phận người bắt đầu cho Giang Sách tiến hành nhất thành khẩn xin lỗi. Bọn họ biết lỗi rồi, không nên không phân tốt xấu liền oan uổng Giang Sách. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa xin lỗi tịch quyển các đại trang báo. Đinh gia, Đinh Mộng Nghiên ngồi ở trong nhà. Không ngừng liếc nhìn tin tức, khi nhìn đến này xin lỗi sau đó, nàng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ninh Khải Núi cũng nói, Giang Sách thực sự là lợi hại a.
Cái này y thuật cư nhiên cường đại đến có thể làm người chết sống lại tình trạng. Trận này khắc phục khó khăn thật sự là đánh xinh đẹp. Đinh Mộng Nhiên mỉm cười nói, nhân gia Nguyễn Khu Trường tất cả nói. Cũng không phải là thật đã chết rồi, chỉ là nhìn qua như là chết mà thôi. Đinh Khải Núi nói rằng, nhìn qua như là chết, đó cũng là chết nha. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có bản lãnh này. Điểm này nhưng thật ra không có nói sai. Ngoại trừ Giang Sách, thật vẫn không có mấy người sở hữu bản lãnh như vậy. Hiện tại, người một nhà ngồi chung một chỗ, sẽ chờ Giang Sách đã trở về. Bọn họ cũng không có các loại lâu lắm. Ở mặt trời lên cao thời điểm, một chiếc xe dừng ở đinh ra cửa biệt thự, cửa xe mở ra. Một người đàn ông đi ra, chính là Giang Sách. Đinh Mộng Nhiên người thứ nhất nhịn không được nhào tới. Nàng thực sự quá nhớ niệm trượng phu của mình rồi, nếu như cứ như vậy mất đi Giang Sách lời nói, nàng thực sự không biết nên làm sao tiếp tục đối mặt sinh hoạt. Lão công, ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Giang Sách mỉm cười sờ sờ Đinh Mộng Nhiên mặt của, ta tại sao có thể có chuyện, trên cái thế giới này, vẫn chưa có người nào có năng lực này để cho ta gặp chuyện không may. Những lời này mặc dù nói lớn, thế nhưng sự thực, có thể để cho Tu La Chiến Thần xảy ra chuyện, thật đúng là không có. Được rồi, không muốn đứng ở cửa, nhanh lên vào đi thôi, mọi người cùng nhau ăn bữa trưa. Đinh Khải Núi nói rằng, đang lúc bọn hắn chuẩn bị vào nhà thời điểm, lại có một chiếc xe lái tới, dừng ở cửa nhà bọn họ. Cửa xe mở ra, vài tên người xuyên cảnh phục người đi rồi đi ra. Đinh Mộng Nhiên lập tức liền khẩn trương. Có ý tứ. Người này vừa mới đi ra, tại sao lại muốn bắt dậy rồi chưa? Đinh Mộng Nhiên nổi giận nói, Nguyễn Khu Trường tất cả nói, nhà của chúng ta Giang Sách là vô tội, các ngươi còn tới làm gì? Hai gã cảnh viên liếc nhìn nhau, đều nở nụ cười. Một người trong đó nói rằng, ngài hiểu lầm, chúng ta lần này qua đây là bị Nguyễn Khu Trường phân phó, qua đây mời Giang thầy thuốc đi ăn cơm. Ăn! Đinh Mộng Nhiên sửng sốt một chút. Đúng vậy, ăn, chúng ta Nguyễn Khu Trường ở phản điếm định ra rồi một bàn tiệc rượu, sẽ yên lành cảm tạ một cái Giang tiên sinh. Đinh Mộng Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng. Nàng phốc suy vui vẻ, lắc đầu. Lập tức, Đinh Mộng Nhiên cho Giang Sách chỉnh sửa quần áo một chút, nói rằng, đi sớm về sớm, ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may. Giang Sách cũng cười, ta nói rồi, vẫn chưa có người nào có thể để cho ta gặp chuyện không may. Nói xong, Giang Sách lên xe, cùng hai gã cảnh viên chạy đi phản điếm. Rất nhanh, Giang Sách liền đi tới phản điếm cửa. Cái này Hà Vận phản điếm. Đây là Giang Nam khu nhất đẳng khách sạn lớn. Hơn nữa đều là quan phương người đang nơi đây chỉ định tổ chức tiệc rượu địa phương, vậy phú hào cũng không có quyền lực ở chỗ này ăn. Có thể tới nơi này, khẳng định đều cũng có thân phận. Hai gã cảnh viên là không có tư cách đi vào. Cho nên bọn họ liền đem Giang Sách đưa đến cửa, chính mình trở lại trong xe. Giang Sách nắm thật chặt y phục, cất bước đi vào trong. Hắn đi tới trong tiệm cơm sau đó, cũng không có cái gì nhân viên tiếp đãi, chỉ có một gã người bán hàng đứng ở trước quầy chơi điện thoại di động. Bởi vì bình thường có rất ít người tới nơi này ăn, cho nên nhân viên phục vụ ít vô cùng. Cho dù có, cũng phần lớn là ở chơi. Nhân thói quen một ngày dưỡng thành, sẽ rất khó thay đổi. Phục vụ viên kia trong ngày thường liền cả ngày đang làm việc thời điểm chơi game, ngày hôm nay biết rất rõ ràng Nguyễn Khu Trường ở chỗ này tổ chức tiệc rượu, cũng vẫn không đổi được thói hư tật xấu này. Hắn cho rằng Nguyễn Khu Trường người đều đến đông đủ, vì vậy liền len lén chơi nổi lên trò chơi. Căn bản cái gì cũng không quản. Thẳng đến Giang Sách đi tới trước quầy. Hắn mới ý thức tới có người tới gần. Người bán hàng vội vàng đem điện thoại di động thu vào. Tưởng tới đại nhân vật gì, kết quả ngẩng đầu lên vừa nhìn, phát hiện tới nam tử này mặc vô cùng đơn giản. Vừa nhìn thì không phải là người có tiền gì, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn một lần nữa đem điện thoại di động móc ra, một bên cúi đầu chơi game vừa nói, người muốn làm gì nha? Liền thái độ này, còn nhất đẳng khách sạn lớn. Liên loại phục vụ này viên. Giang Sách cũng không nói gì nhiều. Chỉ là hỏi, Nguyễn Khu Trường ở chỗ này định rồi tiệc rượu à? Xin hỏi là ở cái bao xương nào? Người bán hàng sửng sốt một chút,
Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Giang Sách. Khinh thường nói, ngươi là ai a? Hỏi thăm Nguyễn Khu Trường ở đâu cái ghế lô làm cái gì? Ngươi muốn xử cái gì hư? Hắn thấy, Nguyễn Khu Trường là cao cao tại thượng người, trước mắt Giang Sách chính là một tiểu tử nghèo, không có tư cách cùng Nguyễn Khu Trường gặp mặt. Hắn rất sợ Giang Sách sẽ đối với Nguyễn Khu Trường bất lợi, cho nên căn bản sẽ không tiết lộ nửa chữ. Giang Sách cũng là bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, nói rằng, ta là Nguyễn Khu Trường mời tới khách nhân. Phải ở chỗ này ăn. Khách nhân. Ăn. Người bán hàng cười mũi nghe ngâm nước đều nhô ra, một bên ôm bụng vừa nói, ngươi xem một chút ngươi na nghèo kiết hủ lậu dạng, Nguyễn Khu Trường biết mời ngươi ăn cơm. Ngươi cho là ngươi là ai a? Coi như Nguyễn Khu Trường săn sóc thuộc hạ, quan ái bách tính, na nhiều lắm cũng chính là mời lối đi vừa ăn hai bánh bao, còn nghĩ tới Hà Vận Phạn điếm ăn. Ngươi biết nơi đây một bữa cơm bao nhiêu tiền không? Đem ngươi cho sắt, ngươi còn muốn lên trời. Phục vụ viên này là một chút xíu cũng coi thường Giang Sách. Hơn nữa hắn cảm thấy, lui một vạn bước mà nói, nếu quả như thật là Nguyễn Khu Trường mời khách, vậy khẳng định cũng là đem cụ thể ghế lô đều nói được rồi. Làm sao có thể cất ở đây chủng ngay cả ghế lô hào cũng không biết, lâm thời tới hỏi. Vừa nhìn thì không phải là người tốt. Nói không chừng, còn có thể là thích khách gì gì đó. Người bán hàng lập tức liền cảnh giác, hắn nói rằng, ta xem ngươi người này phi thường có chuyện a, có phải hay không muốn đối với chúng ta Nguyễn Khu Trường làm cái gì chuyện bất lợi. Nói cho ngươi biết, an ninh của nơi này cũng không phải là ngồi không. Hắn lập tức ấn xuống cái nút báo động. Không đến 10S, thì có một đám bảo an vọt ra, mỗi người đều khổ người mạnh phi thường tráng. Người bán hàng chỉ vào Giang Sách nói rằng, mau đem tên sát thủ này bắt, hắn muốn đối với Nguyễn Khu Trường bất lợi. Những an ninh kia vừa nghe, toàn bộ đều cảnh giác, đem Giang Sách cho bao bọc vây quanh. Các nhân viên an ninh mỗi một người đều đem điện côn lấy ra, nhà này phản điếm có thể cùng địa phương khác cũng không giống nhau. Có thể ở nơi đây ăn cơm toàn bộ đều là quan phương đại lão. Cho nên, an ninh của nơi này cũng đều là tinh thiêu tế tuyển ưu tú nhân viên. Bọn họ từng cái cũng đều trang bị điện côn, tùy thời chuẩn bị đối phó những khả năng kia biết tạo thành nguy hại kẻ phạm pháp. Hiện tại, Giang Sách ở nơi này những người này trong mắt, liền trở thành cái kia kẻ phạm pháp. Quỳ xuống, hai tay ôm đầu, bảo an mắng. Nhưng Giang Sách căn bản cũng không có dựa theo hắn nói đi làm, đây là đương nhiên, nếu như Giang Sách sẽ làm như vậy nói, như vậy thì hắn không phải là Tu La chiến thần. Giang Sách nhìn chung quanh một vòng, từ ánh mắt của hắn trong là có thể chứng kiến một cỗ hàn ý. Nằm xuống, có nghe hay không? Giang Sách vẫn là không nhúc nhích, càng sâu tới, hắn trực tiếp đem hai tay cắm vào trong túi quần, bày ra một bộ vẻ mặt không sao cả. Những an ninh kia khả năng liền không nhìn nổi. Cảnh cáo ngươi một lần. Cảnh cáo hai ngươi lần. Cảnh cáo ngươi ba lần. Ba lần cảnh cáo đều vô dụng. Những an ninh kia trực tiếp liền vọt tới. Nhưng mà, bọn họ lúng túng phát hiện một việc, đó chính là bọn họ căn bản là đụng vào không đến Giang Sách. Giang Sách giống như là như ma chơi, ở tại bọn hắn bên người đi tới đi lui, mà bọn họ hao tổn tâm cơ muốn chế phục Giang Sách. Nhưng căn bản ngay cả người ta ống tay áo đều không gặp được. Chênh lệch to lớn, làm người ta khó có thể tưởng tượng. Đây là người là quỷ. Tất cả bảo an đều ngẩn ra, từng cái nhìn chằm chằm Giang Sách nhìn, sau đó đồng thời nhào tới, nhưng Giang Sách chỉ là tung người một cái liền từ trên đỉnh đầu bọn họ bay vượt qua, không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Thình thịch, một đoàn bảo an đụng vào nhau, tràng diện tương đối xấu hổ. Cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Một người lớn sống sờ sờ đang ở trước mắt, bọn họ làm thế nào đều bắt không được. Giang Sách dường như cũng ngoạn cú liếu, chủ động đứng vững thân thể, đem hai tay đưa về phía trước, nói rằng các ngươi đã nghĩ như vậy muốn bắt ta. Tốt lắm, tới bắt ta đi. Bất quá ta nên nhắc nhở các ngươi một câu, bắt được ta, nhưng đối với các ngươi một chút chỗ tốt cũng không có. Nơi nào còn có người nghe lọt. Những an ninh kia nhào tới, một bà liền bấm lên Giang Sách cánh tay, rất sợ này, sống cá trạch cho lưu. Giang Sách cũng xứng vô cùng hợp vươn hai tay, tùy ý đối phương đem mình cho khảo ở. Người bán hàng cười ha hả nói, làm sao, biết chạy không thoát sở dĩ chủ động bị bắt. Hanh, chậm,
Vừa mới cử chỉ của ngươi chính là chống cự chấp pháp, ngươi chờ ngồi chồm hổm đại lao a. Nếu là người khác nghe thế dạng nói, có lẽ sẽ rất tức giận, sẽ rất thất kinh. Nhưng Giang Sách chỉ là cười cười, từ tốn nói, không quan hệ, ngồi chồm hổm đại lao liền ngồi chồm hổm đại lao, chẳng qua là ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại đem ta đưa vào đi, đến lúc đó còn muốn để cho ta đi ra sẽ không dễ dàng. Ngươi còn muốn đi ra? Người bán hàng cười ha ha, ta cam đoan ngươi 10 năm đều ra không được. Mang đi. Những an ninh kia đè nặng Giang Sách đi liền. Ở đến rồi cửa thời điểm, Giang Sách cuối cùng nói một câu, được rồi, ta gọi Giang Sách. Người bán hàng khinh thường hứ một ngụm. Ta quản ngươi tên gì? Rác rưởi. Nhìn Giang Sách bị người cho giải đi sau đó, người bán hàng cuối cùng là thở một hơi. Tiếp tục cầm điện thoại di động lên ngồi ở ghế trên, tùy ý chơi đùa đứng lên. Mới vừa ra trò khôi hài, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đang ở hắn đùa bất diệt nhạc hồ thời điểm, liền nghe được lộc cộc đát tiếng bước chân của một người đàn ông trung niên từ trên lầu ghế lô đi xuống, chính là Nguyễn Bình Sương khu trưởng. Người bán hàng cũng không dám lại chậm trễ, trò chơi cũng không có chơi xong liền trực tiếp ném tới một bên, đứng thẳng tắp, một mực cung kính nói rằng, Nguyễn khu trưởng tốt. Ân, Nguyễn Bình Sương tùy ý lên tiếng, sau đó hướng phía cửa phương hướng nhìn sang, sau đó lại nhìn một chút đồng hồ tay của mình, cảm giác kia giống như là đang chờ đợi cái gì khách nhân trọng yếu giống nhau. Hành động như vậy lập tức liền đưa tới phục vụ viên chú ý. Hắn mặt mỉm cười hỏi, xin hỏi Nguyễn khu trưởng, ngài là đang chờ đợi khách nhân trọng yếu sao? Nguyễn Bình Sương gật đầu, là, ta hẹn khách nhân cùng nhau ăn cơm, còn đặc biệt làm cho cảnh vệ viên đi trong nhà tiếp đãi, dựa theo đạo lý mà nói lúc này phải đến. Làm sao không thấy bóng dáng? Người bán hàng nói rằng, chỉ sợ là bởi vì chuyện gì trì hoãn a. Đoán chừng là, Nguyễn Bình Sương hỏi, người có thấy người nào đã tới sao? Người bán hàng lắc đầu, ta một mực nơi đây cố gắng làm việc, chưa từng có chứng kiến bất kỳ một cái nào khách nhân. Ngoại trừ một cái mặc phi thường lôi thôi sát thủ. Sát thủ? Loại địa phương này tại sao có thể có sát thủ? Nguyễn Bình Sương hỏi, người nói rõ ràng một điểm, rốt cuộc là cái gì sát thủ? Là một người dáng dấp rất khôi ngô nam tử, hắn nói hắn gọi Giang Sách, thứ nhất là hỏi thăm khu trưởng ngài ghế lô vị trí, muốn đối với ngài bất lợi. Ta đương nhiên không có buông tha hắn, trực tiếp để bảo an bắt hắn cho lấy đi. Hiện tại đã nhốt vào trại tạm giam, chờ đấy bị hình phạt. Cái quái gì? Cho Giang Sách hình phạt. Nguyễn Bình Sương vừa vội vừa tức, hét lớn, đó là ta trọng yếu nhất khách nhân. Là ai đưa cho ngươi quyền lực? Để cho ngươi tùy tiện đem người cho bắt đi. Cái này. Người bán hàng triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn không dám tin nói rằng, không có khả năng, người nọ mặc phi thường lôi thôi, vừa nhìn thì không phải là người có tiền gì. Nguyễn Bình Sương tức giận đến không được. Hắn chỉ vào phục vụ viên mũi mắng, lẽ nào ta Nguyễn Bình Sương chỉ có thể cùng kẻ có tiền cùng nhau ăn cơm. Chào ngươi lớn gan chó. Người bán hàng triệt để sợ hãi. Liền vội vàng nói, Nguyễn khu trưởng, ngài có thể ngàn vạn lần không nên sức sống, ta cũng là vì ngài khỏe, sợ ngài bị thương tổn, ta không biết tên khất cái kia chính là ngài khách nhân a. Tên khất cái? Giang Sách đây chính là Nguyễn Bình Sương ân nhân cứu mạng, lúc này lại trở thành tên khất cái. Ha ha, hoặc là nói, có người làm sao một điểm nhãn lực độc đáo thưởng thức cũng không có. Nguyễn Bình Sương triệt để nổi giận. Hắn nổi giận nói, người giống như ngươi làm sao có tư cách làm việc ở đây? Nếu như ngươi không đem Giang Sách cho ta mời về, ta để ngươi ngồi chồm hổm ngục giam, bỏ rơi nhiệm vụ, lạm dụng chức quyền, nho nhỏ một cái người bán hàng đều cuồng vọng như vậy sao? Người bán hàng sợ đến mặt mũi trắng bệch. Hắn nơi nào nghĩ đến Nguyễn Bình Sương cư nhiên sẽ vì một cái trong mắt hắn tên khất cái nổi giận lớn như vậy. Khu trưởng ngài đừng nóng giận. Ta hiện tại lập tức mã núi phải đi đem Giang Sách cho mời về. Hắn vội vàng từ đại môn chạy ra ngoài, kêu chiếc xe, chạy đi trại tạm giam. Tốc độ kia, quả thực còn nhanh hơn cả thỏ. Chỉ là hắn muốn đem Giang Sách từ trại tạm giam bên trong cho, mời đi ra. Sợ không phải một chuyện dễ dàng, ban đầu là ngươi đem người đưa vào đi, hiện tại há là nói ra là có thể đi ra. Phục vụ viên phiền phức, vừa mới bắt đầu. Đậu xe.
Người bán hàng mở cửa xe vọt ra, trực tiếp nói rõ tình huống, một cái liền vọt vào trại tạm giam. Chứng kiến Giang Sách câu nói đầu tiên là, ai yêu uy, ta ông Dượng, ngài làm sao ở nơi này lấy? Nhanh, mau cùng ta trở về, Nguyễn Khu Trường hắn đang đợi ngài ăn cơm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 68.